Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em ôn tập chương nha các em nha. Ôn tập chương 3 và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các em sử dụng bài tập bài 40 trong ôn tập chương 3 lần các em nha. Bài 40 này các em, người ta yêu cầu giải hệ phương trình này. Đó. Và sau đó minh họa hình hào kích của tìm được nha. Đấy, có nghĩa là vẽ hình hai hàm số ra đó nha. Vậy thì em quan sát vô đây này nha. Đây là câu A các em. Đây là một hệ phương trình. Các em có rất nhiều cách để xử lý. Một là em dùng phương pháp cộng, hai là em dùng phương pháp thế. Miễn là cách nào em làm ra được, đáp số đúng là được rồi, đúng không? Ở đây tôi trình bày là chỉ dùng phương pháp cộng nha. Rồi. Vậy thì em quan sát này. Cái đặc biệt ở đây, cái hệ này tự nhiên ở đây có phân số này, có mẫu này, đúng không? Đây mẫu là 5 này. Đó, đó. Vậy thì tôi sẽ làm mất mẫu này đi để được xử lý nha. Vậy trên ở tôi viết lại. Rồi. Có hai cách xử lý, một là quy đồng thử mẫu, hai là nhân cả hai vế cho 5, mất 5 này đi, đúng không? Nhân hai vế cho 5 này, nhân cho 5 đơn giản mất 5 còn 2x, được không? Nhân cho 5 vô biến thành 5y, 5 nhân 1 bằng 5, hiểu không? Đó, học quy đồng thử mẫu là 5. Đúng được nha. Đó, tùy các em. Rồi, ở đây em quan sát hệ số này, hai hệ số này bằng nhau, hai hệ số này cũng bằng nhau luôn. Vậy thì chỉ cần trừ đi nó sẽ mất thôi. Mất ẩn đúng không? Rồi, này trừ cái này biến thành không đi. Này trừ này biến thành không y, hỏi y đô 2 nguyên đại diện đúng không? 2 trừ cho ra bằng 3. Tôi lấy một phương trình là gì? Đây em nhìn nha, tìm được đấy đâu? Làm gì tìm được đấy? Số nào nhân không bằng âm 3? Có. Kiến cho tôi số nào nhân không bằng âm 3? Không thể có, đúng không? Bất kỳ số nào nhân không đều bằng không hết. Làm gì bằng âm 3 được, đúng không các em? Đó, vậy thì tôi sẽ phân tích cho này nhanh nào ha. Vậy thì cái này vô nghiệm mà. Này vô nghiệm mà có nghĩa là không tìm được cái chữ x. Mà không x làm gì tìm được y, đúng không? Kết luận vậy cái hệ phương trình cho vô nghiệm. Phương trình cho vô nghiệm. Rồi. Có nghĩa là vô nghiệm có nghĩa là gì? Lúc này là hai đường thẳng này nè, đồ thị hai hàm số này nè. Đó. Chính là hai đường thẳng nó trở lên song song với nhau, nó không có giao điểm. Đó, nó sẽ vô nghiệm. Giờ tôi sẽ minh họa bằng hình học cho các em nha. Vậy đầu tiên tôi sẽ minh họa bằng hình học này. Rồi, thì trình bày sang bên này ha. Minh họa bằng hình học. Ồ, bên kia đúng không? Tôi chắc được trình bày được không ha. Minh họa bằng hình học. Đó, tôi nói về hàm số đầu tiên. Hàm số này hàm số 2x cộng cho 5y bằng 2. Tôi sẽ chuyển vế qua nha. Tôi chuyển vế qua, tôi biến thành đưa về hàm số gì em? Y bằng 2x cộng b. Đúng không? Ai quên con này. Đó. Rồi em cho x bằng 0 vô để nó cắt trên trục tung. Rồi em cho y bằng 0 vô để nó cắt trên trục hoành. Đó, bằng trừ b sẽ. Đó, ai quên con cái này nha. Rồi. Rồi tôi biến đổi là y bằng cộng 2x tôi chuyển qua là trừ 2x cộng cho 2 nhân 5 trừ qua là chia 5. Rồi tôi biến đổi ra này em sẽ biến đổi ra bằng âm 2x phần 5 cộng cho 2 phần 5 nha. Đó. Đó. 2 này đều chia hết cho 5, chia cho 5 hết nha các em nha. Đầu tiên tôi sẽ cho x bằng 0 vô để nó cho nó cắt trên trục tung, cho x bằng 0 y bằng 2 phần 5 đúng không? Rồi cho y bằng 0 vô để cắt trên trục hoành, chỉ để x bằng trừ b chia e. Là trừ 2 phần 5 chia cho 2 phần 5 âm 2 phần 5. Wow, cái này quá dễ thôi. Đây bằng 1 rồi. Được chưa? Thì sẽ vẽ. Vẽ bằng hình học cho các em nha. Rồi, đây là hàm số đầu tiên. Hàm số tiếp theo này. Trong bên này nha các em. Hàm số tiếp theo là 2 phần 5 x cộng cho y bằng 1. Rồi sẽ biến đổi là y bằng này cộng này chuyển qua là trừ 2 phần 5 x nha. Cộng 1. Rồi, đầu tiên tôi cho x bằng 0 vô. Suy ra y bằng b, y bằng 1. Rồi cho y bằng 0 vô để nó cắt trên trục hoành. X bằng trừ b là trừ 1 chia a là trừ 2 phần 5. Nghịch đảo lên. Sắc tử gần mẫu cũng được. Âm dương ra dương là 1 x 5 bằng 5. Phải nghịch đảo lên là 5 phần 2. Rồi, tôi vẽ bằng hình học cho các em coi ha. Rồi. Rồi, tôi vẽ hệ trục tọa độ OXY ra. Đầu tiên tôi vẽ hệ trục tọa độ OXY ra trước. Đây
Rồi, ta vẽ đường thẳng đầu tiên nè. Đường thẳng này. Cho x bằng 0, y bằng 2 phần 5. Cho x bằng 0, y bằng 2 phần 5. Wow, cái này 2 rưỡi y bằng 5. Ô. Rồi, bài này tôi sẽ, tại vì cái này nó chia nhỏ quá, tôi sẽ làm lớn như vậy cho các em nha. Rồi, ta vẽ nha các em nha. Cho y x bằng 0, y bằng 2 phần 5, y bằng 0, y bằng 2 phần 5. Giờ tôi lấy 2 ô là một đơn vị nha, cho nó rộng nha. Đó. Cho x bằng 0, y bằng 2 phần 5. Nếu mà em lấy 2 chia 5 ra bằng, có phải là 0.4 không? Đó, 0.4 chẳng biết được chỗ nào đâu nha. 0.5 thì biết là giữa này nè. Đó, 0.4 là rất đơn giản, 2 phần 5 tôi chỉ cho phương pháp chia là chuẩn luôn nè. Rồi, mẫu là 5 đúng không? Một ô chia 5, 5 phần. Đấy, 2 phần, 2 phần 5. Một ô chia 5, 5 phần nha. 1 phần, 2 phần, 3 phần nha. 4 phần, 5 phần. Đó, ví dụ chút xíu này nha. Đó, à, 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần. Đây là 2 phần 5. Đó. À, cho y bằng 0, x bằng 1, y bằng 0 ra. X bằng 1 ta nằm ra. Đó, đó là xuống vô nổi vô hai cái chấm này cho tôi. Đây là chính là đường thẳng. Đây chính là đường thẳng này, hay chính là đường thẳng đó nha. Đó, đường thẳng đây chính là đường thẳng y bằng âm 2 phần 5 x cộng 2 phần 5. Tiếp tục các em nhé. Đường thẳng tiếp theo cho x bằng 0 y bằng 1, x bằng 0 y bằng 1 nè. Cho x bằng 0 y bằng 1 là vậy nha. Đó, cho y bằng 0 x bằng 5 phần 2 là vậy nè. 5 phần 2 là vậy. Đặt thương thôi vô kẹt. Để từ đường này đi. Rồi, số 1 của đường ra nha. 2 phần 5 đi. Có thể vẽ ra song song không nha. Đối vô. Đó, thấy chưa. Nhìn nè, hai đường thẳng này trở lên song song với nhau. Nè, tôi lui đường thẳng chúng ta. Đường thẳng này đường thẳng y bằng âm 2 phần 5 x cộng cho 1. Còn đường thẳng này là y bằng âm 2 phần 5 x cộng 1. Đây là vẽ hình liên hoàn. Vậy thì em để ý đúng không? Hai đường thẳng này song song thì đâu có giao điểm, đúng không? Vậy lập tức hệ phương trình cho luôn. Đó là vẽ hình liên hoàn nha các em. Đợi các em chụp bài bằng. Rồi, tiếp tục đến câu B nha, cũng tương tự với các em nha. Rồi, đây các em quan sát này. Tự nhiên đây 0.2, 0.1, 0.3 này số thập phần đúng không em? Nam Nguyên này hơi rất đơn giản, 0.2 chỉ cần nhân cho 10 nó cứ ra nguyên rồi, đúng không? Nhân cả hai vế cho 10. Nhân cho 10 vô biến thành 2x đúng không? Nhân cho 10 biến thành 1y. Nhân cho 10 biến thành 3 đúng không? Em là nhân cho âm 10 thì hay hơn, nó đối với số y liền đúng không? Còn để vài ngàn cũng được chẳng sao đấy. Rồi, được. Tôi làm bằng phương pháp cộng nha. Đó, rồi, anh ấy nó lấy trên chỉ giới, nhưng mà nó lấy chỉ giới chỉ trên thì nó đẹp hơn. Tại vì số 3 lớn, số 2 là nó trừ đi, nó ra dương, nó đẹp nha. Còn nhiều em lấy trên chỉ giới được không? Được. 2 trừ 3 x cộng âm x. Rồi, này trừ này hết, này bằng trừ 2. Trừ x bằng trừ 2 và x bằng 2. Đúng không? Đó, nhưng mà tôi làm giới giới đẹp hơn là lấy này trừ đi này, còn x. Này trừ này hết, này trừ này bằng 2. X bằng 2, thế bằng 2, thế vào đâu, thế phương trình nào cũng được, thế phương trình này, phương trình này cũng được. Tôi lấy phương trình này đi nha. Bằng 2 nhân cho 2 cộng cho y bằng 3. Đó, phải tương đương. X bằng 2, y bằng 3, này nhân vô bằng trừ 4, đáp số là 1. Kết luận, vậy nha. Vậy hệ phương trình nha. Có nghĩa duy nhất là x trước y sau, x bằng 2, y bằng 1. Đó. Giờ tôi nói về minh họa bằng đồ thị nha các em. Đó. Tôi phân tích là minh họa bằng đồ thị nha. Đó. Em quan sát này.
Tại vì bài cũng khá dài nha, để cho tôi vẽ hết đây luôn là minh họa vào rồi. Rồi, cái em minh họa bằng đồ thị này, em quan sát nha. Đồ thị này ha. Rồi. Em thấy cái này có được không? Được thôi, tại vì hai này tương đương nhau mà. Nhưng mà thôi tôi viết góc luôn cho các em dễ nhìn. 0.2x cộng 0.1y bằng 0.3. Và tôi biến đổi nha, y bằng. Y bằng. Rồi, cộng chuyển qua là trừ trừ 0.2x cộng cho 0.3 là chia cho 0.1, đúng không? Đấy, này chia này chính nó có phải là bằng này chia này là 0.2 chia 0.1 bằng 2 âm 2x, này chia này bằng 3, được không? Âm 2x cộng 3, được không? Các anh chị về nhìn cái này dễ hơn không? Đó, nhìn cái này sung sướng hơn nè. Cộng chuyển qua là gì? Trừ chữ 2x cộng 3 cũng được, chẳng sao hết nha. Em có thể lấy cái này thôi cũng được. Rồi, đầu tiên em cho x bằng 0 vô để cho nó cắt trên trục tung, suy ra y bằng 3. Cho y bằng 0 vô, suy ra x bằng trừ b chia a, vậy là trừ 3 chia cho trừ 2, vậy bằng 3 phần 2. Nghe kìa. Đó. Rồi, tôi nói đến hàm này ha. Tôi lấy hàm số dưới nha. Hàm số tiếp theo là 3x cộng y bằng 5, suy ra y bằng, chuyển lấy 3 cộng, chuyển qua là trừ 3x bằng cho 5. Rồi, đầu tiên tôi cho x bằng 0 vô, thì suy ra y bằng b bằng 5 đó ha, 0 là cộng 5, đó, cho y bằng 0 vô, suy ra bằng trừ b chia a, và là trừ 5 phần trừ cho 3, bằng 5 phần 3. Đó, thế thôi. Giờ mình vẽ nha, có thể vẽ nè, minh họa bằng đồ thị nha. Rồi, các bé hàm mình số này trước nè. Cho x bằng 0 y bằng 3, x bằng 0 y bằng 3, x bằng 0 y bằng 3 nha. Tôi lấy coi cái này cũng lớn không ta, 5 phần 3, được. Vẽ theo đơn vị nguyên mẫu luôn nha. 3, x bằng 0 y bằng 3. Cho y bằng 0, x bằng 3 phần 2, y bằng 0, x bằng 3 phần 2 là 1 ô rưỡi đó các em. Đó, 3 phần 2. Tôi đặt thước cho chút đi. Đây chính là đường hàm y bằng âm 2x cộng 3. Đây chính là đồ thị hàm số này là hai này giống nhau, đúng không? Rồi tiếp tục vẽ đường hàm tiếp theo. Cho x bằng 0 y bằng 5. Ồ, cho x 0 y bằng 5 bằng đây. Đó. Cho y bằng 0. Cho y bằng 0 x bằng 5 phần 3. Cho y bằng 0 x bằng 5 phần 3. Đó. Cho y bằng 0. Y bằng 0 ở đây, bằng 5 phần 3. 5 mà chia 3 lẻ luôn nha các em, đúng không? Các em quan sát nha. Cho x bằng 0, cho y bằng 0, x bằng 5 phần 3, 5 phần 3 này nằm trong khoảng từ 1 đến 2, nó khoảng 1 chấm mấy à, đúng không em? Đó. Vậy thì rất đơn giản, em nhìn ngay cái mẫu này là nào. Một ô em chia là 3 phần chứ không? Nè, một ô tôi chia là 3 phần nha. 1 2, 3 chưa đủ. Chưa đủ nha, tiếp tục nè. Rồi, đây là 3 phần 3 bằng 1 đó. Tiếp tục ô chia làm 3 phần nữa. Rồi. Rồi đây. 1 phần 3, 2 phần 3, 3 phần 3, 4 phần 3, 5 phần 3 bằng đây nè. 1 phần 3 bằng đây. Đó. Rồi, chúng ta chỉ cần nối này thôi nha. Đây 5 phần 3 này. Nối vô. Nó cắt ở dưới nha các em. Tức đường lối này. Đây. Nha. Để tôi chỉnh cái đường này cho nó chuẩn một chút xíu. Nhìn vào đây chút xíu. Cắt ngay tại vị trí này. Dạ. Đó. Đây là
trong đây nó con số nó nhiều quá ha, thế nào mình xác đây là 3/2, ở đây là 5/3, đó, khác nhau từ đầu này, nè, nhìn đây, y có phải là bằng 1, nhìn này có phải là bằng 2, đúng không? Bằng 2, y bằng 1, nó khác nhau này, nó có nghiệm duy nhất ở đây, đó. Đây là tôi đã minh họa bằng đồ thị để cho các em, là các em chỉ mệt bằng. Dạ, các em muốn xác định số C nhỉ các em. Nào. Ồ, ở đây em có phân số nào. Vậy thì quy đồng kiểu mẫu đi. Và ngày em lấy mẫu là 2 đúng không? Nhân cả 2 lấy cho 2. Để xử lý bài tập nó dễ hơn nha. Đây tôi nhân cả 2 lấy cho 2 nha. Nhân cả 2 lấy cho 2 mất 2 đi còn 3 x. Nhân lại cho 2 biến thành trừ 2 y, đúng không? Nên nhân cho 2 vô biến thành số mấy em? 1, đúng không? Biến thành 3 x trừ cho 2 y bằng 1. Wow. Nhìn nha. Trừ đi này, lấy ngày hai này bằng nhau trừ đi đó, không ấy trừ hai mà trừ cho trừ hai, trừ cho trừ hai nghĩa là cộng hai này hết, cộng cho không đi đúng không, anh khỏi ghi được không ấy thôi, này trừ này bằng không. Và wow. Viết lại một phương trình này đi, ba x trừ hai y, ở phương trình nào giống nhau mà đúng không, đó kiếm cho tôi số nào nhân không bằng không, có có chứ, số nào nhân không giờ bằng không đúng không, vậy lúc này hết có rất nhiều giá trị đúng không, vậy thì lúc này các em kết luận là nó có vô số nghiệm đúng không, đây là vô số nha. Rồi kết luận mà x có vô số nghiệm thì lập tức y cũng có vô số nghiệm luôn đúng không, đó với mọi giá trị x đều luôn luôn tìm được giá trị y tương ứng, vậy có rất nhiều giá trị x, vậy tìm được rất nhiều giá trị y tương ứng đúng không, kết luận vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. À, tôi sẽ minh họa bằng hình học nha. Nha các em. Rồi, vậy đầu tiên tôi vẽ hàm số đầu tiên này. Rồi, đầu tiên hàm này. Hàm là hàm 3/2 x trừ cho y bằng 1/2. Rồi tôi sẽ biến đổi hàm suy ra y bằng. Muốn tìm số trừ nào vậy cho nhanh. Muốn tìm số trừ lấy số bị trừ. Trừ đi hiểu nha. Vậy thì các em lấy 3/2 x nè. Em trừ đi 1/2. Rồi. Đầu tiên. Các em cho x bằng 0 vô để cho nó cắt trên trục tung nha. Cắt trên trục tung và tung trên 0 vô thì lập tức y bằng b đó trừ 1/2. Rồi sau đó em cho y bằng 0 vô. Suy ra x bằng trừ b trên a ha, trừ quả công thức với trừ 1/2 có nghĩa là trừ nè, với trừ 1/2 em là chụp em nhìn này, chia cho a là 3/2 đó, âm nhân âm ra dương này, mình đảo lên này phải không, hai này xa nhất nhân nhau ra gần nhất nhân nhau ra mẫu này, sắt ở gần mẫu ha, và giống nhau là 2/6 nè, 2/6 cũng gọi thể bằng 1/3 đó nha. Rồi hàm này rồi tập lấy biến đổi ha. À, em tiếp theo là 3 x trừ cho 2 y bằng 1, tôi sẽ biến đổi suy ra y bằng nha. Rồi y bằng cái gì em, bằng nhân chuyển qua chia nha, cộng 3 x này, muốn tìm số trừ lấy số bị trừ, trừ đi hết cũng được luôn, em mà làm vậy cũng được nha, hoặc nếu không làm khác tôi giữ này là cộng chuyển qua là trừ 3 x này, rồi cộng 1 nhân âm 2 chuyển qua là chia âm 2, lấy này chia này vậy là 3/2 x này cộng cho 1/2, trừ cho 1/2 các em, tại vì âm dương 1 chia cho âm 2 và âm 1/2 anh nhìn nó giống y ra đúng không, giống không, cuối cùng hết ổn giống không, đúng không, cũng vậy luôn, cho x bằng 0 luôn, suy ra y bằng b bằng âm 1/2 rồi cho y bằng 0 luôn, suy ra x bằng trừ b trên a ha, vậy cũng bằng bao nhiêu em, mà 1/3 luôn nha các em, giống nhau mà đó, vậy thì mình vẽ thôi đó. À, nó vô hệ phương trình vô số nghiệm có nghĩa là hai đường thẳng này nó trùng nhau đó đúng không các em, đó nó sẽ trùng nhau lên, chính là hai đường thẳng này giống nhau đó nha, đây x này y này, vẽ đường thẳng này nha, vẽ đường thẳng này rồi cho x bằng 0 y bằng 1/2, bài này tôi sẽ lấy một hai ô làm một đơn vị cho nó rộng nha,
cho x bằng 0 y bằng âm 1 phần 2 cho x bằng 0 y bằng âm 1 phần 2 đây là 1 nha, âm 1 nha, âm 1 phần 2 này. Rồi, cho y bằng 0 x bằng 1 phần 3 cho y bằng 0 x bằng 1 phần 3 nha. Đây là 1 đó, 1 phần 3, 1 mà chia 3 ra 0,6, 0,3333 đúng không? Đó, vậy thì cách nào rất đơn giản, em lấy mẫu là 3 đúng không? 1 ôm chia là 3 phần 1 này, 1 ôm chia là 3 phần 1 này. Đây 1 phần 3, đây 2 phần 3, đây là 3 phần 3. Đó, đây là 1 phần 3. 1 phần 3 đây là 3. Rồi, lấy thuốc nối ra không? Lấy thuốc nối ra này. Mình cảm thấy như vậy. Đó, dạ. Rồi, đây chính là đường thẳng. Đường thẳng này em ghi đường thẳng gốc của đề cũng được. À, 3 phần 2 này trừ y bằng 1 phần 2. Thấy chưa? Đó. Rồi, đường thẳng tiếp theo cho x bằng 0, y bằng âm 1 phần 2. Đó, đây rồi. Cho y bằng 0, x bằng 1 phần 3. Nằm đây rồi. Em vẽ lên lần nữa. Cũng chính là đường thẳng, hai đường thẳng này chính là đường thẳng. Cũng là đường thẳng gì em? 3 x trừ 2 y bằng 1 luôn. Hai này giống nhau. Đó. Có nghĩa hai đường thẳng này trùng gì? Trùng nhau. Mà em học rồi, hai đường thẳng trùng nhau thì chắc anh là hệ phương trình có vô số gì? Số nghiệm. Thì lập tức hai đường thẳng x trùng nhau. Đúng chưa các em? Vậy thì các em trình bày vào nhé. Tiếp tục các em quan sát sang bài 41 cho các em. Giải hệ phương trình sau ha. Em muốn làm phương pháp cộng hay thế gì đều được hết các em nha. Ở đây thì tôi sẽ làm bằng phương pháp cộng nha các em. Đây. Ở đây em quan sát là hệ số hai hệ số này này, hệ số này không bằng luôn, không bằng mà cũng chẳng đối luôn, hai cái này cũng vậy luôn. À, vậy thì tôi sẽ làm cho đối nhau nhé. Mà tôi khuyên các em khi gặp bài này đây là dương âm thì tôi sẽ xử lý y chọn hệ số của y nó sẽ đối nhau luôn. Nha. Còn xử lý hệ số x đối nhau hoặc bằng nhau cũng vậy là bình thường chẳng sao hết. Nha. Đây căn 5 với 1 trừ căn 3 này chắc ăn là bộ chung nhỏ nhất của nó chính là hai này nhân lại thôi, đúng không? Vậy rất đơn giản. Ở đây cũng vậy luôn. Đây, 1 cộng căn 3 với căn 5. Đúng không? Đó, vậy thì muốn nó đối rất đơn giản, trên nhân cho căn 5 với nhân cho 1 cộng căn 3. Lập tức nó sẽ đối liền. Anh hiểu ý tôi nói không? Đó, đối hệ số gì liền. À, vậy thì tôi sẽ làm được em coi thử coi nha. Tôi này nhân cho căn 5 nhân căn 5 bằng 5, 5 x. Ờ, này nhân căn 5 vô. Đừng có nhân vào luôn, để nguyên vài luôn này. Đó, 1 cộng căn 7. Đừng có sợ gì hết. Mình nhân vô biến thành căn 5. Hiểu không? Đó, nhân căn 5 ra là nhớ nhân vô 1 cộng căn 3. 1 cộng căn 3 nhân 1 trừ căn 3 chính là hằng đẳng thức. Đúng không? A trừ B nhân A cộng B. A trừ B nhân A cộng B. Đúng không? 1 trừ căn 3 nhân 1 cộng căn 3 bằng A bình trừ B bình bằng 1 trừ cho 3 thì bằng âm 2 x. Đúng không? Thành nhân vô đây biến thành căn 5 nhân cho 1 cộng căn 3 nhân cho y bằng nhân vô 1 cộng căn 3 luôn. Đó. Rồi. Tôi sẽ xử lý này. Nhìn nha. Em thấy không? Hai hệ số này phải đối nhau không? Đó. Nhân cộng này. Đó. Hai này cộng này bằng 3. Thấy chưa? Hai này cộng này mất, hệ số y đi. Hai này cộng này quá đơn giản. Căn 5 cộng cho căn 3 cộng cho 1 thế là cho đơn giản. Hai anh em. Rồi các anh em, trên này mình sẽ tìm được x đúng không? Mình sẽ giới biểu diễn x theo y cho tôi. Y bằng cái gì ha? Y bằng cái gì? À, là bên đây mà mặt viết chính là 1 nè cộng chuyển qua nào. Hay là em làm cách này cho nhau là muốn tìm số trừ đúng không? Lấy số bị trừ, trừ đi hiệu có nghĩa là x căn 5 trừ đi 1. Đó, ở đây là còn 1 cộng căn 3 nhân chuyển qua là chia. Đó, 1 cộng căn 3. Thế đó, muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ, trừ đi, rồi nhân chuyển qua là chia. Nè, tôi sẽ tìm ra x này. X bằng căn 5 cộng cho căn 3 cộng cho 1 chia cho 3. Tôi thay x vào đây. Nè, suy ra y bằng. Nè, x thay bằng nè. Căn 5 cộng cho căn 3 cộng cho 1. Đó ngoài nè. Chia cho 3. Nha. Chia cho 3. Nhân cho căn 5 trừ cho 1. Chia cho 1 cộng căn 3. Nha.
Quy đồng đây luôn em. Rồi, cái này chắc tôi nhắc ở ngoài thôi nha, tôi không có trình bày được cho các em. Rồi, em cố gắng nhắc ở ngoài đi. Còn phi bí quá rồi, không làm được rồi, máy tính trợ giúp được nha, bấm này vô có thể cho ra để em ép số được rồi. Rồi, y bằng gì thì tôi ghi sau nha, giờ tôi nhắc ở ngoài đây, chỗ này cho em coi nha. Để số 7, tôi nhắc nè. Tôi quy đồng lên nè, quy đồng 3 nè. Nha, đó. Có nghĩa là trên là còn căn 5 cộng cho căn 3 cộng cho 1 nhân cho căn 5 trừ đi mấy em quy đồng lên đây là 3 nè, giới mẫu là 3 nha, giới mẫu còn 1 cộng căn 3 thì nó làm sau nha. Đó, rồi bằng nè, tôi nhân bằng nha, tôi nhân vô là căn 5 với căn 5 bằng 5 nè, rồi nè cộng căn 15 nè cộng căn 5 nè trừ cho 3 nè, được không, chia cho 3 nè. Đó, rồi tôi rút gọn đi nè, bằng căn 15 được không, cộng căn 5 được chưa. Rồi này với này còn cộng 2 nè chia cho 3 nè được chưa. Đó, rồi chia cho 1 cộng căn 3 chia cho nó, lấy cái này chia cho, có nghĩa là chia cho 1 cộng căn 3 nè ha, chia vô dưới đây nè, dưới này có số 1 đó đó, được đảo lên. Vậy thì lúc này cái đáp số này nè, này tôi sẽ biến đổi thành như vậy nè, căn 15 cộng căn 5 cộng cho 2 phần 3 nhân cho căn 3 cộng 1. Đó là như vậy. Rồi, vậy thì muốn làm cái này một em để vài luôn, nhưng mà tôi khuyên các em nên chụp căn ở mẫu đi, chụp căn ở mẫu luôn nha. Có biết là mẫu nè. Tôi chụp đi, tôi nhân cho căn 3 trừ 1 thì đó là nước A bình trừ B bình đúng không? Có phải là căn 3 bình 3 trừ B bình 1 bình 1, 3 trừ 1 thì bằng 2. Vậy dưới này bằng số 6 nè, đúng không? Vậy trên tôi nhân cho biến thành, trên biến thành căn 15 cộng căn 5 cộng 2 nhân cho căn 3 trừ 1 là như vậy. À, vậy thì mình xử lý như thế nào? Wow, vẫn chưa xong hả các em? Nha, phần khúc này nó dài rồi phải không? Nhân vô thôi, nhân vô 3 căn 15, căn 15 nhân 3 chứ đúng không? Vậy thì mang ngoài khai căn luôn đi, mà căn 45 đúng không, 9 nhân 5 45 vậy khoảng 3 căn 5, vậy tôi ghi đây là 3 căn 5, cái này nhân này vô trừ căn 15 đúng không, này nhân vô là cộng căn 15, căn 5 nhân 5 1 bằng âm căn 5, 2 nhân căn 3 là cộng 2 căn 3, 2 nhân 5 1 bằng âm 2 chia cho 6 nè bằng nha. Giờ tôi rút gọn đi là 3 căn 5 trừ 1 căn 5 bằng 2 căn 5. Này này hết cộng cho 2 căn 3 trừ đi 2 chia cho 6. Tôi đặt 2 ra ngoài nè, đặt 2 ra ngoài đúng không? Đặt 2 ra ngoài đơn giản cho 6 thì dưới còn 3 nè. Đặt 2 ra ngoài đơn giản mất rồi thì còn căn 5 cộng cho căn 3 trừ đi 1. Đây là cuối cùng. Đúng không? Đây là cuối cùng của y nè. Vậy điền y vô đây. Căn 5 cộng căn 3 trừ đi 1 chia cho mấy em? Đi cho bạn nha các em. Đã các em tính kết luận nha. Đã các em tính đề bạn nha. Rồi, tiếp tục các em quan sát cơ bề nha. Cơ bề khá căng thẳng nha các em nha. Cơ bề là giải bằng phương pháp là ẩn phục nha. Khi nhìn phương pháp ẩn phục nó rất đơn giản, anh nhìn này. Đó, anh nhìn hai này. Ở trên này có x chữ x cộng 1 này, x chữ x cộng 1, cái này y chữ y cộng 1, cái này có y, y cộng 1 đúng không? Cái này là 3 nhân y mà, đúng không? Vậy bằng phương pháp ẩn phục tôi sẽ làm như vậy nha. Tôi sẽ đặt nha, như các em đặt u bằng, đó. Em đặt chữ khác cũng được nha, các bạn nhất thiết u ha, đặt u bằng x trên x cộng 1, rồi v bằng y chia cho y cộng 1, rồi nên hệ phương trình trên suy ra, nha. Vậy thì đây là 2 nhân x trên x cộng 1 có nghĩa là 2u cộng cho v bằng căn 2. Cái này biến thành gì ra? Cái này đặt là u đúng không? U cộng cho 3v bằng âm 1 đúng không? Rồi, tôi sẽ dùng phương pháp cộng để tôi xử lý chỗ này ha. Đúng rồi. Đó. Thì u và v ra các em có u và v thế vào đây thì mình biết vào gì? Vậy đi nha. Vậy thì nè. Ở đây... đây 2, đây 1 nó nhân cho âm 2
con đối xe nó đối về đúng không, hệ số u liền đúng không, hoặc là em đây có ba mà đây có mấy em, có một tôi nhân cho âm ba nó sẽ đối liền đó, tùy các em muốn chọn sao chọn nha. Tôi làm cho đối 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 về luôn này, tôi nhân cho âm ba nha, nhân cho âm ba để đối hệ số b và v đi nha, phải biến thành em làm bằng phương pháp thế cũng vẫn được nha các em. Còn đây tôi làm phương pháp cộng nha, biến thành 6 u trừ cho 3 v bằng âm 3 căn 2. Cái này biến thành u cộng cho 3 v bằng âm 1. Rồi tôi giải hệ tiếp tục tương đương nha các em. Rồi hai ngày vô là âm 5 u, hai ngày hết, hai ngày cộng lại bằng âm 3 căn 2 trừ đi 1 ha. Và dễ dàng tôi sẽ biểu diễn u theo v nha. V bằng gì, chọn cái nào, chọn cái nào dễ hơn, chọn cái này dễ này thì bằng căn 2 trừ đi 2 u là xong rồi đó, đọc chuyển qua là trừ nha. Vậy thì giờ tôi sẽ sang đây lại nè, khá dài nha các em, bài rất là dài đó. Vậy thì tương đương nha, u của nó sẽ bằng này, u của nó chính là bằng âm 3 căn 2 trừ cho 1 chia cho âm 5 phải không, nhân cả cái này em để ý nè, nào đây dấu trừ, dấu trừ đúng không, đặt dấu trừ ra ngoài được không, rồi đơn giản dấu trừ đi luôn đó. Vậy thì lúc này bằng có nghĩa là trừ 1 ra ngoài các em đó. Vậy thì lúc này nó sẽ biến thành là gì em, 3 căn 2 cộng cho 1 chia cho 5, đó, làm được cho đẹp đó. Ở số hàng V bằng cái gì, thay vào đây nha, căn 2 trừ cho 2 nhân cho u là cái này này, 3 căn 2 cộng 1 chia cho 5 nha các em. Rồi tương đương u bằng 3 căn 2 cộng 1 chia cho 5 V bằng lúc này tôi nháp ở ngoài nha, tôi không có điểm vào nha. Còn em nào làm bế tắc thì lúc này dùng máy tính thử thôi nha. Còn này tôi quy đồng nên là 5 bên đây biến thành 5 căn 2 nha. Cái này không quy đồng nhanh nhanh thì đây rồi nha, mẫu nó là kéo dài căn là số 5 rồi đó. Đó, mẫu là 5 nha. Đó, 5 chia cho 1 nè, được 5 nhân 5 căn 2 ha. 5 chia 5 được 1. Vậy còn âm 2 nhân vô biến thành âm 2 nhân cho 3 căn 2 biến thành âm 6 căn 2. Được chưa? Trừ đi 2. Rồi, em rút gọn đi nè. Này này còn âm 1 căn 2. Đúng rồi. Rồi, trừ đi 2. Chia cho 5 nha các em. Đó, là như vậy. Nào. Thôi thu và có bên thôi. Nè, giờ tôi sẽ giải một phần nữa ha. Với u bằng 3 căn 2 cộng 1 chia cho 5. Chi ra thay vào u nè. U này mình đặt là x chia cho x cộng 1. Đúng không? 3 căn 2 cộng cho 1 chia cho 5. Giải phương trình, tiếp tục giải phương trình là tìm x nha. Rồi tôi chuyển vẽ lên ha. Quy đồng thử mẫu các em. Đó, nhân chéo này nhân chéo cho nhanh, đúng không? Bằng 5 x. Hai này nhân nhau, có nghĩa là 3 căn 2 cộng 1 nhân x cộng 1 đó ha. 3 căn 2 cộng 1 nhân x cộng 1. Nhân lại thôi nha, mình phải nhân lại thôi. Rồi. Tương đương 5x với lại hàm, nhân cho nè. 3 căn 2 cộng cho 3 căn 2 cộng cho x cộng cho 1. Tương đương cộng chuyển qua đây là trừ nha. Cộng nguyên dạng x tôi chuyển qua đây. Đây thì giống như là phương trình bậc 1 đấy. Nguyên dạng x này tôi thay qua đây này, thay qua đây tôi đặt x ra ngoài luôn nha. Còn 5 này cộng chủ quan là trừ 3 căn 2, đặt x ra ngoài còn trừ 3 căn 2 đúng không? Rồi cộng x chuyển qua là trừ x, đặt x ra ngoài còn trừ cho 1 đúng chưa? Bằng bên tay phải là 3 căn 2 cộng cho 1, thấy không? Đó, vậy thầy khá dài đúng không em? Đó, vậy x bằng tương đương x bằng 3 căn 2 viết lại cộng cho 1 chia cho 5 trừ 3 căn 2 trừ cho 1. Xong cho em. Chưa có xong đâu nha ha. Nhớ phải chụp căn mà vui được. Nè. Đó. Vậy thì ở đây
cái này tại sao mình không gom cho nó gọn? Dạ. Đó. 5 trừ 1 thì ra mấy? 4, đúng không? Tôi ghi số 4 này. 4 trừ 3 cạnh này thì dễ dàng hơn, đúng không? 4 trừ 3 cạnh này. Rồi, giờ mình sẽ chụp nó lên này các em nha. Rồi, chụp thì rất đơn giản đây nè. Đây là hiệu thì nó phải nhân trên cho tổng. Đó. Nhân cho tổng nó là 4 cộng 3 cạnh này. Cái này chắc tí nhé, bảo hoài thôi nha các em nha. Chứ làm đơn giản lắm. Rồi, trên nhân thì giới nhân tạo hình thức là a trừ b, giới nhân cho cái này luôn, a trừ b nhân a cộng b, vậy thì bằng a bình trừ b bình, 4 bình nhân 16 trừ b bình 3 bình nhân 19, 9 nhân 2 18, đúng không? 16 trừ 18 âm 2. Em hiểu chỗ này không? Đó, chỗ này nha, tôi sẽ nhân cho nhé, ở ngoài luôn tôi không ghi vào nữa. Nhân vô là 12 căn 2, đúng không? Nhân vô là cộng cho 33 99 căn 2 nhân 2 bằng 18 nè. Cộng cho 4 cộng cho 3 căn 2, tôi rút gọn nha. Này vậy bằng bao nhiêu em? 15 căn 2 cộng cho bao nhiêu em? 22 chia cho âm 2. Hiểu không? Đó, đưa dấu trừ lên luôn, được không? Đưa dấu trừ lên luôn biến thành là âm 15 căn 2 trừ 22 chia cho 2. Đó, tôi đưa mẫu nó dùng để bằng giá trị này. À, trời ơi, dạ với em, quá dài đúng không? Em đừng có sợ, thông thường á, sách giáo khoa nó cho rất nhiều bài tập cũng khá căng ha. Bài này cũng rất là khó, em nào giỏi thì làm tốt rồi, không em nào bình thường cũng sao hết. Chương trình kiểm tra cơ bản, kiểm tra cho các em hoặc đề thi thì nó cho rất là bình thường, không cho khó như vậy nha. Nhưng mình chỉ đừng có lo lắng gì hết nha. Rồi, giải được thì tốt, không giải được cũng không biết có nào đâu. Rồi, tiếp tục. Với v bằng âm căn 2 trừ đi 2 chia cho 5 nha. Suy ra ha. Rồi, v nè thay bằng y chia y cộng 1. Y cộng 1 bằng âm căn 2 trừ đi 2 chia cho 5. Làm tương tự vậy thôi, quy đồng từ mẫu, cái này nhân chéo lên 5y bằng. Rồi. Cái này nhân này luôn nha, tôi nhân được luôn nha anh em. Đó, tôi không ghi bước này, tôi nhân là tới bước này luôn. Nhà nhân vô, vậy là âm căn 2y. Rồi, y nhân vào lá hàng, trừ cho 2y. Rồi, trừ cho căn 2, trừ đi 2. Rồi, tôi đặt y ra ngoài, thảy y qua đây là trừ nè, chuyển qua là cộng, trừ chuyển qua là cộng, tôi đặt nhân tử y ra ngoài luôn. Đúng không? Nè, thảy nè, 5 là trừ nè, chuyển qua là cộng là 3y cộng 2y. 3y cộng 2y bằng 7y, mà đặt y ra ngoài thì bằng 7, đúng không? Là cộng, chuyển qua là trừ, đặt y ra ngoài, xin lỗi các em, đây là dấu trừ, chuyển qua là cộng, đặt y ra ngoài còn cộng căn 2. Đó, y bằng, đây này là âm căn 2, trừ y căn 2, y bằng âm căn 2, trừ đi 2, chia cho 7 cộng căn 2, đúng không? Đó, vậy thì làm sao đây? Tôi sẽ xử lý cho các em coi điều này nha, cẩn thận nha. Chụp nữa thôi, đúng không? Bằng trừ căn 2 trừ đi 2, tôi muốn chụp cái này đi, nhân cho 7 trừ căn 2. Ai mà chụp công nổi thì dùng máy tính chụp nha. Đó. Nhưng mà hạn chế máy tính nha các em, bí lắm mới được dùng thôi. Rồi hạn thức này em, đây là trên nhân cho 7 trừ căn 2 thì giới nhân cho 7 trừ căn 2 thì tạo thành hạn thức, đúng không? Đó, hạn thức là gì em? A bình trừ b bình, vậy bằng a bình lên, 7 bình lên bằng 49, đúng không? Trừ cho b bình lên, b bình lên là căn 2 bình lên bằng 2, đúng không? 49 trừ đi 2 đó thì bằng 40 mấy em? 47 nè các em. Đó, vậy thì giờ nè, em thấy trên tử không? Đó, hai cái đa thức nhân cho nhau đó, em nhân lại được không? Đó, nhân lại ha. Tôi nhân lại được rồi, thì bằng bài công nhân này tôi sẽ nhắc ở ngoài thôi, tôi không có viết vào nè. Này nhân vô là trừ 7 căn 2, này nhân vô là âm biến thành dương 2, này nhân vô là trừ 14, cái này nhân vô biến thành cộng 2 căn 2. Tôi gọi 7 căn 2 cộng 2 căn 2 bằng âm 5 căn 2. Rồi, cái này 2 trừ 14 đúng không thì bằng âm 12. Wow, xong rồi em, kết thúc.
Trời ơi, nguyên một cái bàn vậy hệ phương trình. Có nghiệm duy nhất. Là x trước y sau, x đầu, x là đây nè. Âm 15 căn 2 trừ 22 phần 2 y bằng âm 5 căn 2 trừ 12 phần 4 thì mấy em? Đúng rồi. Rồi, em trình bày vào nha. Thì em quan sát đến bài tập 42 nha. Người ta cho một cái hệ phương trình chứa tham số m lên nó ha. Trong yêu cầu giải hệ phương trình trong mỗi trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là câu A. Với m bằng âm căn 2 các em. Vậy thì rất đơn giản, muốn giải hệ là thế m bằng âm căn 2 vào để mình giải thôi nha. Vậy thì với m bằng âm căn 2 thì đây suy ra. Rồi. Hệ phương trình cho nè. Đó, thế vào nha. 2x trừ cho y bằng âm căn 2. Rồi, 4x tôi biết lại ha. Tôi thế bằng âm căn 2 vậy. Âm căn 2 bình lên nha, dấu trừ ở ngoài nha, không dính líu gì nha. M bình là âm căn 2 bình lên. Âm căn 2 bình lên thì bằng 2. Nhưng mà đằng trước dấu trừ ở ngoài phải là trừ cho 2. Đúng không? Đó. 2 căn 2. Tôi sẽ làm bằng phương pháp gì em? Tôi sẽ làm bằng phương pháp cộng này. Đó. Sẽ biến đổi nè. Tôi sẽ biến đổi để cho y nó đối nhau luôn ha. Muốn biến đổi nó đối là một cái này có thể là nhân cho mấy em muốn hệ số x đối nhau á, cái này nhân cho âm 2 là nó tức nó đối liền được không? Và cái này nhân cho nhiêu em âm 2 luôn đúng không? Âm hai đây y cũng đối hồn đây thì tôi nhân cho âm 2 luôn nha, nghĩa là âm 4x nhân âm 2 vô đây, âm 2 vô đây, âm nhân âm biến thành dương, nhân 2 ghế cho âm 2 đó, đó cộng cho 2 y nhân âm hai vô đây nhân cho âm căn 2 biến thành 2 căn 2, biết là 4x trừ cho 2y bằng 2 căn 2 tương đương ha. Rồi 2 này cộng lại bằng 0x, 2 này cộng lại bằng 0y, gọi ghi cũng được, 2 này cộng lại bằng 4 căn 2. Rồi lấy phương trình nào cũng được nha các em, 2x trừ y bằng âm căn 2. Rồi em tìm x này cho tôi không? Em kiếm cho tôi số nào nhân cho 0 bằng 4 căn 2? Có không? Số nào nhân 0 chả bằng 0? Làm gì bằng 4 căn 2 được? Vậy này là vô nghiệm rồi. Đó. X không có giá trị là vô nghiệm nha các em. Thì kết luận hệ phương trình vô nghiệm luôn. Kết luận thế. Vậy hệ phương trình cho vô nghiệm nha các em. Đợi em trình bày vào. Đợi em quan sát đến câu B này em. Với m bằng căn 2 nha em. Cũng tương tự vậy luôn. Mình thay m bằng căn 2 vào đây nha. Rồi, từ đây với m bằng căn 2 suy ra. Hãy cùng nhìn cho nè. Biến thành 2x trừ cho y bằng căn 2. Căn 2 bình lên bằng 2. Biến thành 4x trừ ở ngoài nha. 2y cộng 2 căn 2. Rồi, ở đây tôi sẽ nhân cho nó đối hệ số y này, tôi nhân cho âm 2 nha. Hai này sẽ đối nhau liền. Wow, âm 2 biến thành âm 4x. Nhân cho âm 2 biến thành cộng cho 2y. Nhân cả hai bên này cho âm 2 nha em. Biến thành âm 2 căn 2. Rồi, biến thành 4x trừ 2y bằng 2 căn 2. Rồi, hệ số này đối với tôi nha em. Rồi, hai này cộng này bằng 0x đi. Hai cộng này bằng 0 nè. Hai này cộng này bằng 0 nè. Rồi lấy phương trình nào cũng được. 2x trừ cho y bằng căn 2. Hay là y bằng cũng được. Tôi tìm năng nghiệm là biến x thêm y không? Y bằng. Muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ trừ đi hiểu nha. Là 2x trừ cho căn 2. Em nhìn nè. Số nào nhân 0 đúng không? Không. Đó chứ. Số nào nhân 0 chả bằng 0. Đúng không các em? Vậy cái này là có vô số nghiệm đúng không? Vô số nghiệm. X có vô số giá trị thì lập tức y cũng có tương ứng thế, rất nhiều giá trị vào đây thì cũng luôn luôn tìm được giá trị y tương ứng. X vô số giá trị thì thế cho nên lập tức tìm được y cũng có vô số giá trị luôn. Vậy thì lúc này em kết luận là hệ phương trình cho có vô số nghiệm nha. Đó, kết luận. Vậy
hệ phương trình. Hệ phương trình có vô số. Tôi muốn viết dạng tổng quát vô số nghiệm của nó, muốn có nghiệm của tổng quát dạng nó này. Tôi ghi cho các em coi nha. Dạng này với mọi giá trị x thì luôn luôn tìm được giá trị y tương ứng. Y tương ứng ở đó đây là chính là 2x trừ 2. À, vậy hệ phương trình có vô số nghiệm dạng này với là có nghĩa là x bằng này nó luôn luôn tìm được giá trị y tương ứng với m bằng căn 2. Hoặc em kết luận là vậy hệ phương trình có vô số nghiệm với m bằng căn 2 cũng được, không có sao hết nha. Tiếp tục em quan sát đến câu C nha. À, với m bằng 1 nha. Cũng tương tự là đoạn với m bằng 1 thay vào hệ phương trình trên. Hệ phương trình cho có dạng biến thành 2x trừ cho y bằng 1 nha các em. Em thay 1 vào đây, 1 bình thì bằng 1, vậy là trừ cho y nha. 2 trên 2. Em thấy hai hệ số này nó bằng nhau rồi. Em chỉ cần trừ đi nó sẽ đổi thôi. À, nó sẽ mất hệ số đi thôi. À. Em quan sát là hai hệ số này nè. Đó, nó bằng nhau đúng không? Đó, bằng trừ 1 hết. Vậy thì em chỉ cần trừ đi thôi. Thì sẽ nó sẽ làm mất cái ẩn y đi. Mình sẽ tìm được x đúng không? Đó. Vậy lấy này trừ đi này, hoặc lấy này trừ này nhanh dễ nè. Nhớ trừ trên đi thì số lớn trừ số bé là đỡ phải đỡ à, à, 4x trừ 2x thì còn 2x à, này trừ y trừ cho trừ y biến thành cộng y hết đúng không, 2 căn 2 trừ 1 đó, vậy bằng 2 căn 2 trừ chỗ, vậy số hàng y vẫn bằng gì, biểu diễn x theo y cho tôi nha. Phương trình nào dễ, để thấy phương trình nào dễ không, phương trình này dễ nè, y bằng nè, muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi theo lấy 2x trừ đi 1 à, vậy thì tương đương x bằng 2 căn 2 trừ cho 1 chia cho 2 y bằng thay vào 2 nhân x là 2 căn 2 trừ đi 1 chia cho 2 trừ đi 1 bằng sao, 2 này đơn giản mất còn 2 căn 2 được không, đó y lớn hơn thì bằng đây này rồi, 2 này mất này còn 2 căn 2 trừ 1 với trừ 1 là trừ 2 kết luận vậy hệ phương trình có nghĩa gì nhau. Là x trước y sau nha. 2 căn 2 trừ 1 chia 2 y bằng 2 căn 2 trừ 2 nhanh em. Tiếp tục các em quan sát đến bài tập 43 nha các em. Bài 43 bài toán chuyển động nha các em. Rồi ở phân tích nha. À, hai người từ hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km. Khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau cách điểm A 2 km nha. Nếu hai cả hai cùng giữ nguyên vận tốc như trên thì như người thứ nhất chậm xuất phát hơn người kia 6 phút nha, vì họ gặp nhau chính giữa quãng đường yêu cầu đến vận tốc của mỗi người nha. Vậy thì các em vào cần đầu phân tích bài như thế này nha. Mấy bài toán chuyển động tôi khuyên các em nên vẽ sơ đồ cho dễ hiểu nha. Và tôi vẽ sơ đồ đi cho như thế nào các em nha. Đó, đầu tiên tôi nói về sơ đồ đầu tiên này em. Hai người từ hai điểm đến A và B nha. Đây là điểm A và B nha. Và cho đây có xảy ra hai trường hợp luôn nha. Tôi sẽ phân tích hai trường hợp luôn. Có vẽ hai lần quãng đường một. Đây là A, đây là B nha các em nha. Đó, hai người. Hai người xuất phát từ hai địa điểm A và B. Đây. À, người thứ nhất đây. Tôi vẽ đại đi nha. Này, đó. Người số 1 nha các em. Đây là người số 1 này. Đó, người số 1. Người số 2. Thôi, vẽ đại đi, đây là người số 2. Đi vào nha. Hai người từ hai địa điểm A và B cách nhau 3,6 km, có nghĩa là quãng đường từ đây đây nha. Khoảng 3,6 km. Rồi, hai người đi vào nha, đi vào. Đó, đi vào gặp nhau nha. Đó. Hai người đi vào gặp nhau và cách điểm A 2 km. Có nghĩa là cái người này đi vào đây. Đi vào đây, mình cách ăn thì nhiều hơn rồi. Rồi. Gặp nhau, ví dụ gặp nhau tại điểm này. Đó, hai người đi vào gặp nhau. Đó, gặp nhau tại đây này. Và gặp nhau là cách điểm A 2 km, có nghĩa là cái người này nè. Cái người thứ nhất là đi vào đây nè.
cách A 2 km, có nghĩa là người này đã đi được 2 km. Vậy người này đã đi được mấy km? Rất đơn giản, em lấy 3.6 trừ đi 2, đúng không? Vậy người này đi được 1.6 km. Vậy thì hai người này cùng xuất phát cùng một thời gian, đúng không em? Đi vào mà này đi được 2 km, này đi 6 m, chắc ăn vận tốc này lớn hơn vận tốc này không? Vậy vận tốc người đi từ A chắc ăn lớn hơn vận tốc đi đi từ gì, người đi từ B, đúng không? Đó, phân tích ý nha. Rồi, cái này tao hỏi đến em là khi nào gặp nhau em nha, yêu cầu là tính vận tốc của mỗi người nha. Vậy thì người thứ nhất nè, người thứ nhất nha, tôi sẽ đặt gọi người thứ nhất nha, vận tốc người thứ nhất tôi sẽ đặt x, vận tốc người thứ hai là y đi, đúng không? Đó, người ta yêu cầu nè, tính vận tốc của mỗi người mà. Rồi, tôi phân tích nha. Bắt tính vận tốc mà cho quãng đường đại lượng gì chưa biết em? Em nhớ khi gọi ẩn phong phải biểu diễn cách đại lượng chưa biết theo ẩn, đúng không? Vậy thì em cho vận tốc, bắt tính vận tốc mà cho quãng đường một đại lượng chưa biết chính là thời gian, đúng chưa? Vậy thì ở đây tôi sẽ làm được những gì? Đây, tôi sẽ tìm được thời gian người thứ nhất đi và thời gian người thứ hai đi. Đó, tôi nhắc sửa nữa nha. Thời gian em học rồi bằng quãng đường chưa vận tốc bằng 2 chia trễ. Thời gian người thứ hai đi bằng quãng đường chia vận tốc 1.6 chia đi, đúng không? Đại lượng chưa biết là gì. Vậy thì ở đây có mối quan hệ thời gian gì? Hai người này xuất phát cùng một thời điểm, đúng không em? Đi ngược chiều, đúng không? Xuất phát cùng một thời điểm. Vậy có nghĩa là thời gian hai cái này bằng nhau. Từ đây em sẽ suy ra được phương trình là gì em? Đó, hai cái này em suy được này. Chắc an T1 bằng T2 em sẽ lập được cái phương trình của nó này. Phương trình gì đây? Đây tôi vẽ đây. 2 chia x bằng 1.6 phương trình. Quy đồng lên cho em. Tạo ra một phương trình bậc nhất hay ở một ý ha. Đó, cái này em hiểu được không? Đó, hai này cùng xuất phát cùng một thời điểm mà gặp nhau vậy chắc chắn là hai thời gian hai cái này đi đều giống nhau hết, bằng nhau hết. Nha, có chỉ khác nhau là cái vận tốc khác. Đó, vận tốc này chắc ăn lớn hơn, vận tốc người này lớn này chắc ăn vậy nó đi được quãng đường nhiều hơn nha. Đúng chưa? Một ý ha. Ý tiếp theo. Nếu cả hai cũng giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên, có nghĩa là người thứ nhất ở trường hợp tiếp theo này. Đó, vẫn giữ vận tốc là x luôn. Đó, người thứ hai cũng vẫn giữ vận tốc là gì luôn? Là y luôn. Đó, đi vào em. Nha, cũng đi vào luôn. Hai người này đi vào luôn. Đó, vào ha. Em đi vào luôn. Rồi giờ con phân tích này. Nhưng người đi chậm xuất phát trước người kia 6 phút. Em phải biết người nào đi chậm. Các em mà nó vô đây mà không biết người nào đi chậm một đêm rồi. Ngay trên này tôi đã nói rồi. Người này là người xuất phát từ A chắc ăn đi nhanh hơn. Tại vì ở trên này em đều phải nói như này. Hai này đi vận tốc chưa biết nhưng mà cùng một thời gian mà ngày đi được 2 km, ngày đi 1.6 km chắc ăn người này vận tốc lớn hơn. Nha. Đó, vậy thì phân tích này. Nếu cả hai giữ nguyên vận tốc như trường hợp trên, nhưng người đi chậm xuất phát trước. Người đi chậm này nè, ngày đi trước nè. Có nghĩa thời gian này đi trước này. Có nghĩa là thời gian người thứ hai đi nhiều hơn người thứ nhất. Nè, đó là 6 phút đó, đi trước 6 phút mà. Rồi. Nhưng người đi chậm xuất phát trước người kia 6 phút thì họ gặp nhau chính giữa quãng đường. Đây, chính giữa quãng đường, phân tích đây chính giữa quãng đường này. Vậy thì người thứ nhất đi được chia đôi ra. Ở đây là chia đôi, 3.6 chia đôi ra. Bằng nhiêu em? 1.8, vậy như thế này. Người thứ nhất đi được 1.8 thì người thứ hai cũng đi được 1.8 km. Đó, tôi phân tích ý tiếp theo. Em nhìn lên đây ha. Đó, tôi phân tích ý tiếp theo này. Em Cho quãng đường đây. Và cho vận tốc luôn. Tôi sẽ biểu diễn ý thứ hai. Thời gian người thứ nhất đi bằng quãng đường là 1.8 trên x. Thời gian thứ hai đi bằng quãng đường là 1.8 luôn. Chia vận tốc là y. Nhưng mà em để ý này, khi trên này hai người này xuất phát cùng một thời điểm, đúng không? Thì thời gian nó bằng nhau. Nhưng mà hai cái người này xuất phát thời điểm khác nhau. Ngày đi trước ngày 1.6 phút, rồi ngày mới đi vào.
Vậy có nghĩa là thời gian người đi từ B, người thứ hai á đi nhiều hơn người thứ nhất là 6 phút. Sao biết? Quy tắc luôn luôn, sao biết 6 phút được? Lấy người thời gian người đi lâu hơn chứ người đi ít hơn, đúng không? Và thì từ đây em sẽ suy ra được này. Người thứ hai đi nhiều hơn người thứ nhất 6 phút. Em lập thế cho thôi, T2 là bằng 1,8 trên x trừ T1 là 1,8 trên y, đúng không? Bằng 6 phút thì đổi nhớ nha. À, đổi ra giờ cho tôi. 6 chia 10 chia 10, đúng không? 6 chia 10 nè, đó, bằng 1 phần 10. Được chưa? Đây là phương trình số 2. Quy đồng cửa mẫu đi ha. À, em đặt ẩn phụ em giải cũng được. Cái này là U và V rồi. Đó, em giải hẹp phương trình này ra. Là tức tìm được x và y. X chính là vận tốc người thứ nhất, y chính là vận tốc người thứ hai nha. Vậy thì tôi trình bày này cho các em nha. Vậy đầu tiên các em gọi nha các em. Gọi x trước nha các em nha. Đó. Gọi x, y lần lượt nha các em là vận tốc của, ở trong đây có hai người đúng không? À, hai người xuất phát từ đây điểm A và B đúng không? Rồi. À, gọi x đi lần lượt là vận tốc của người xuất phát tại A và tại B nha. Đó. Tôi thường ghi là 1, 2 nữa nha. Đó. Rồi. À, điều kiện cho xem chắc ăn là vận tốc phải không âm mà lớn hơn không, đúng không? Và y lớn hơn không luôn, và tôi đặt là x lớn hơn y luôn. Vì sao biết điều này? Đây, cái này nói cái này khi mình phân tích bài mình đã biết nha. Khi làm bài không cần phải kỹ quá đâu chị nha. Đó, rồi x lớn hơn y luôn, và đơn vị của nó chắc ăn là vận tốc là km trên giờ nha các em. Đó, kỹ cho bạn ha. Rồi, giờ tôi trình bày ý đầu tiên. Khi hai người, tôi làm rất là nhanh nha các em. Hai người nha. Khi hai người khởi hành cùng một lúc nha, cùng một thời gian lắm ha. Khởi hành cùng một lúc và gặp nhau, đúng không? Cách A 2 km, ta có phương trình nha. Ta có phương trình, biết cái này đi. Lúc này thời gian người xuất phát từ A chính là bằng thời gian người xuất phát từ B, đúng không? Rồi tôi phân tích này nha. Còn nếu em muốn làm chậm rất là đơn giản nha, em phải tính thời gian. Thời gian người đi từ A là thời gian người đi từ B là. Rồi sau đó mình làm hai người bằng nhau cũng được nha, nếu em muốn làm chậm nha các em. Đó, ở đây tôi sẽ làm rất nhanh á. Khi hai người khởi hành cùng một lúc và gặp nhau cách A 2 km, ta có phương trình thời gian người đi từ A bằng quãng đường. Quãng đường này là bằng 2 chia vận tốc của nó là x. Thời gian đi từ B bằng quãng đường này, lấy 3,6 trừ đi 1,6 này. 3,6 trừ đi 2 bằng 1,6 này, đúng không? 1,6 chia cho đi. Cái mình chuyển vé qua thôi nha các em. Được được. Rồi. Rồi, tôi chuyển vé nha các em. Rồi, nếu mà để quầy á, nếu mà nhân chéo lên á thì cũng được nha. Rồi cái phương trình kia nó chứa ít y ở giới á. À, cái phương trình cuối cùng đúng không? Cái gì giới em quy đồng lên thì vẫn còn ít y, vậy thì tôi khuyên các em để quầy luôn nha, khỏi cần quy đồng luôn. Tương đương 2 chia x trừ 1,6 chia y nha, bằng không. Em đặt lên số 1 được rồi. Khi nha các em, người đi chậm nha, người đi chậm nha, người đi chậm là các em xuất phát nha, xuất phát trước người kia, người đi chậm chắc là người đi từ B đó, đúng không? Người kia
6 phút thì gặp nhau 9 giữa quãng đường. Quãng đường ta có phương trình. Có nghĩa là cái người đi chậm á, đi nhiều hơn, đúng không? Người đi nhanh là 6 phút, đúng không? Vậy thì lấy người đi thời gian, người đi chậm. Mà chắc chắn xác định người đi chậm là đi từ B, thì đi thời gian, người đi từ A bằng 6 phút. Nha, 6 phút tôi đổi ra nha, bằng 1 phần mấy em? À, bằng 1 phần 10, đúng không các em? Vậy thì tôi thấy bằng nha, à, quãng đường xe đi từ B cũng này là hai này chia đôi ra nha, tại vì gặp nhau trên giữa quãng đường mà, quãng đường đi là 1,8 chia vận tốc của xe thứ của người thứ hai nha, nha người thứ hai là y trừ đi 1,8 chia cho vận tốc, đây cũng là hết luôn. Quãng đường người đi từ A cũng là 1,8 luôn, chia đôi ra bằng, đúng không, bằng 1/10 nha. Em đặt đây là 2 nha, anh đây em kết luận hợp 1, 2 ta có hệ phương trình ha, kết hợp ha, viết cái này đi, ta có hệ phương trình đầu tiên là 2 trên x trừ cho 1,6 trên y bằng 0 và 1,8 xếp này lên trước nha các em, xếp này trước này, trừ 1,8 trên x, trừ 1,8 trên x cộng cho 1,8 trên y, xếp này tí mình giải hệ nó dễ hơn, bằng 1/10. Ô, em hết đi dễ không? Phải dùng phương pháp ẩn phụ giải hệ này nha. Tôi sẽ đọc u bằng 1 trên x, v bằng 1 trên y, nghe thấy không? Đó. Vậy từ đây hệ phương trình này suy ra là bằng 2u trừ 1,6v bằng 0 trừ 1,8u cộng cho 1,8v bằng 1/10. Tới đây em giải hệ phương trình này đấy, đúng không? Đó. Rồi, nhưng mà tới đây tôi khuyên em nên làm bài tính cho nó nhanh nha. Đó. Em bấm hệ phương trình đi, bấm móc 51 nha. Em sẽ tìm được x của nó. X chính là u nha các em, mà y chính là v nha các em. Rồi, x em tìm được là bằng 2/9. Y em tìm được là 5/18 nha. Chính là v đó nha. Rồi tương đương. Tôi thấy u này. U thì bằng 1 trên x bằng 2/9. V thay bằng 1 trên y. 1 trên y bằng 5/18. Rồi tương đương tôi lộn là ông đấy, là nghịch đảo x ra đây nè, là x nè, chia 1 bằng y, 9 chia 2, đổi ra bằng 4,5. Rồi, y nghịch đảo lên, thì bên này cũng nghịch đảo lên, lấy 18 chia 5, đúng không? Cái này được 3, đúng không? 7, rồi, 15, rồi, 3, rồi, 3,6, nha, đó, hỏi đi kết luận, vậy, vận tốc, người đi từ A là 4,5 km trên gì giờ vận tốc người đi từ B là bao nhiêu em? 3,6 km/giờ. Là họ vận tốc nhỏ hơn, đúng không? Vậy thì nó mới đi chậm hơn đấy. Đó. Rồi các em trình bày vào nha. Rồi các em quan sát đến bài 44 nha. Bài này kìa, đọc cũng hơi lạ lạ nha em nha. Một vật có khối lượng 124 g và có thể tích là 15 cm khối. Cái vật này nha. Đó, cái vật này tôi thu âm tắt nha. Có khối lượng và là hợp kim của đồng và kẽm nha. Vật này là hợp kim của đồng và kẽm, nó giống như đây gọi một cái hợp kim đó. Đó, gồm hai nguyên tố trong đây là đồng và kẽm. Đó. Dạ, tiếp tục các em nha. Có khối lượng này tôi phân tích nha. Cái vật này có khối lượng là M đó em nha. M của nó là 124 g và có thể tích là V đó em. Thể tích của cái vật này là bằng 15 cm khối. Rồi, là hợp kim của đồng và kẽm.
tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm. Wow. Có nghĩa là yêu cầu tìm khối lượng của đồng. À, cái hiệu mà nhỏ giống như hóa rồi các em nha. Là khối lượng nè, của đồng mình đặt đây là ít đi. Hỏi anh nhìn tính đó đi, là đặt đó cho tôi. Khối lượng của kẽm là y, đúng không? Thôi, tôi có một cái chương trình là nhẹ nhàng, ít cộng đi bằng 124. Tại vì cái vật này nè, vật này nè, gồm gì? Hai nguyên tố gì đây? Đồng và kẽm để tạo ra một cái hợp chất này nè, đó, hợp kim này nè, đó. Vậy thì nó sẽ lập được một phương trình ở đây, nó sẽ lập được phương trình này. X cộng cho y, oà, bằng 124. Em hiểu không? Một phương trình nhẹ nhàng, đúng không? Rồi, thêm một ý này nè, rất là hay nha. Chỗ này nè, biết rằng 84 gam đồng thì có thể tích là 10 cm khối. Cái này cho biết điều này nha. Cho biết nếu nha, cứ 89 gam đồng thì có thể tích là V của đồng nào, nó có thể tích lúc này là bằng 10 cm khối. Cái này nè, rồi tiếp tục. Và cứ có 7 gam kẽm là M của kẽm á em, bằng, nếu 7 gam thì nó có thể tích ra bằng 1 cm khối. Cái này thì làm gì này quan trọng, vấn đề cho cái này để làm gì vậy? Đó, bài này rất là hay nha. Có liên quan đến công thức vật lý các em học từ trong chương trình lớp mấy em? Lớp 6 á. Tôi vẫn nói vui cho các em là công thức này nè. Công thức gì? Em đi về, em ở đây nhân về đó các em. Còn nhớ không? Rồi, khối lượng cái này có thể tính bằng kg, bằng này tính bằng gam ha. Thể tích này có thể tính bằng gì? Mét khối hoặc cm mét khối, không sao đâu, đừng lo lắng gì hết. Điều này rồi, vậy thì em nói điều gì nè, rất là hay nha. Rồi coi tôi làm nè, người ta cho m cho v, cho m v em sẽ tìm được cái gì? Sẽ tìm được khối lượng riêng của đồng. Em hiểu không? Mà em nhớ nè, mỗi một nguyên tố hay là mỗi một kim loại đều có một khối lượng riêng khác nhau, đúng không? Đó, khối lượng riêng của đồng khác khối lượng riêng của kẽm khác nha. Đó, đã quy định khối lượng riêng của đồng là nhiều thì vẫn như vậy nha. Rồi, vậy thì tiếp tục ở đây tôi sẽ tìm được khối lượng riêng của kẽm. Đó, tại sao tôi tìm ra này thì gì đây? D bằng gì? Nhân trực qua chia bằng em chia v, bằng em chia v có nghĩa là 89 này nha, chia 10, đơn vị của nó là gam trên cm khối. Và cái này cũng vậy luôn, bằng khối lượng là 7, đúng không? Đó, cái này có thể tích phải bằng 1 đúng không các em? Rồi, đúng. Rồi, bằng em trên bằng 7 gam cm khối. Em chẳng cần phải đổi về kg với mét khối đâu, cứ để vậy cho tôi, không sao hết. Rồi, còn cái này làm được điều gì? Em để ý cho tôi nha. Em để ý cho tôi. Còn ở đây còn một ý chưa làm là 15 cm khối. Yeah, 15 cm khối. Có nghĩa là thể tích, từ đây tôi sẽ suy ra cho em nha. Có nghĩa là thể tích của đồng cộng thể tích của kẽm bằng 15 cm khối. Nha. Rồi tôi phân tích thể tích của đồng nè em. V bằng gì em? Tôi vừa nói cho em M bằng D trên V, đúng không? Vậy tôi hỏi em V bằng cái gì? V có phải là bằng M chia D không? Đúng không? M. Khối lượng của đồng mình đặt là x, chia khối lượng riêng của đồng. Khối lượng riêng của đồng ở đây có quyền lấy khối lượng riêng ở đây đúng không em? Có nhiều em nói chỗ này khác mà, là em sai hoàn toàn nhé. Khối lượng riêng của đồng, cho dù em thay em lấy ít lấy nhiều lên thì khối lượng riêng vẫn không bao giờ thay đổi được, đúng không? Đó, khối lượng riêng của đồng là 89/10, trước sau đều cũng vẫn vậy nha. Cho dù em khối lượng thể tích đều thay đổi, nhưng mà khối chỉ có một cái điều duy nhất là không thay đổi được là khối lượng riêng của một kim loại, trong đây kim loại không thể thay đổi được, đúng không? Đó, vậy thì tôi có quyền lấy khối lượng riêng của đồng ở đây là 89/10, thì tí em mình đảo lên nha. Rồi, thể tích của kẽm thì bằng khối lượng của kẽm. Khối lượng của kẽm mình đặt là y chia khối lượng riêng của kẽm. Khối lượng riêng của kẽm cũng không thay đổi luôn, trước sau đều đúng không? Nè, vậy một vật thì em có thể thay đổi được thể tích nè và khối lượng, đúng không? Đó, nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là thay đổi được
khối lượng riêng để thay đổi được. Nhớ kỹ điều này nha. Vậy thì cái này cho cái này để tìm khối lượng riêng đó, đúng không? Vậy có tìm thấy khối lượng riêng đây là 7 3 bao nhiêu em? 10 năm. Nghịch đạo lên em. Kết hợp đây là một phương trình, đây hai phương trình. Kết một hợp một hai giải hạn là tìm được x y. Mà x y chính là khối lượng gọi đầu bài gì? Okay. Nha các em. Vậy thì tôi sẽ trình bày hoàn chỉnh bài này cho các em nhé. Vậy thì em quan sát này. Đầu tiên này, tôi gọi trước cho các em nha. Gọi x y lần lượt là khối lượng của đầu tiên là hoạt động trước nha. Hoạt động phải kém nha. Thì khối lượng chắc ăn là phải lớn hơn không rồi. Thì lớn hơn không. Mà đơn vị của nó là khối lượng chắc ăn, đơn vị cũng phải tính bằng gam. Thôi à, em kỹ hơn thì em có thể đặt đi thêm điều kiện nha. Tại vì hai ngày cộng này có bằng 124 thôi. Vậy chắc ăn mỗi cái phải đều nhỏ hơn 124 nha. Nhưng mỗi không cần thiết đặt bài và cũng chọn lại. Rồi, giờ ý đầu tiên các em nói nha. Rồi, ý đầu tiên này người ta nói này nhìn em. Một vật có khối lượng này, vật này có khối lượng 124 gram. Trả lời đáp. Vật này có khối lượng 124 gram. Ta có phương trình. Rồi, đó phân tích nha các em. Đó, khối lượng thì hai này cộng lại thôi. X cộng y bằng 124. Đặt lên là số 1 cho thôi. Đó. Và tiếp theo, vật này có thể tích là 15cm khối thì em phải lấy thể tích của đồng cộng thể tích của kẽm. Mà quy tắc thể tích thì bằng, ở đây đâu có đâu. Thể tích thì bằng cái gì em? Bằng khối lượng chia cho đây. Khối lượng có là x nhưng mà đây chưa có. Vậy phải bước tiếp theo là tìm cái gì em? Khối lượng riêng. Khối lượng riêng của đồng ha. Đây, 189 gam có thể tích bằng vậy thì được khối lượng riêng. Và tính khối lượng riêng của gì đó? Kẽm đó. Ồ, cái này hay nhất là chỗ này. Nha các em nha. Vậy thì tôi sẽ tìm này. Khối lượng riêng của đồng và kẽm này. Nha. Của đồng. Kẽm. Là. Tôi ký hiệu bằng công thức vật lý luôn nha, và kỹ hóa luôn nha. Khối lượng riêng của đồng thì bằng m đồng nha. À, ra d bằng m chia gì em? D bằng m chia cho b. M của nó này. Đó là 89. Lúc này các em nhiều em nói em thế ít là v đâu có v tương ứng, nó đang v đang muốn tìm ra, đúng không? Vậy thông qua cái này mới tìm được nha. Đó. Vậy thì m của nó này thế là 89 nè. Chia cho v của nó là bằng 10. Đúng không? Đó. Bằng em chia ra luôn cũng được á, bằng 8,9 luôn đi. Gam trên cm khối. Này các em. Rồi, tiếp tục. Khối lượng riêng tiếp theo là khối lượng riêng của kẽm bằng m chia v. Đây, trong 7 gam thì đây có thể tích 1 cm khối. Vậy nên 7 chia cho 1 là 7 luôn ha. Gam trên cm khối. Chia 1 nó không có ghi nữa. Rồi. Rồi. Rồi, giờ tôi sẽ làm nha. Rồi, tôi sẽ làm nhanh chỗ này luôn nha. Tôi không có tìm thể tích của đồng ra, rồi thể tích của kẽm ra nha. Đó, tôi sẽ làm nhanh chỗ này nha. Rồi, à, vật này có thể tích 15cm khối. Ta có phương trình. Nhanh hơn chút xíu nữa nha. Có nghĩa là gì em? Tôi lấy v của đồng cộng cho v của kẽm bằng 15. Mà em học rồi. V đấy, dùng cái lúc này v bằng m chia đấy. Mà m này nè, trong 15 nha. 15cm khối này là thể tích của 2 nha. V thì bằng m chia d, m của nó là x nha. D này có nhiều em nói là trời ơi d này đối với cái 8,9 mà. Ờ, 8,91 nó khối sao có khi lấy lên trên. Đó, hôm nay tôi đã nói các em rồi. Khối lượng riêng của một chất rắn không bao giờ thay đổi được. Đã quy định bao nhiêu, đó, thì nó cố định, không bao giờ thay đổi. Nhớ kỹ điều này nha. Đó. Rồi, vậy thì nè, khối lượng riêng của đồng các em. Mà mình không có này mình tính được rồi đó, 8,99. Đúng không? Được chưa? Đó, 8,99 để
được chưa các em? Rồi lúc nãy mà để vài nghìn đạo lên nha, lên cho nó dễ ha, mình để vài tiếng mình nghìn đạo lên hơi căng cho mình nè, đúng không? Vậy thôi thì cái hàng này tôi để phân số nha, nhà nó xoáy cái này không sao hết nha các em, gan trên sân khấu phổ nào, đây là tôi viết vậy đi, 89 chia cho mấy em 10 cộng cho thể tích của kẽm bằng khối lượng của kẽm là y chia d, d của kẽm không đổi trước sau đều cũng vẫn là một phải luôn, được em? 15 thôi nghìn đảo này, cái nghìn đảo đây này 10 x 89 cộng y chia cho 7 nha, bằng 15 là đây này. Rồi kết hợp 1, 2 là có hệ phương trình nha các em. Tôi xóa cái tóm tắt của tôi bên này nha các em nha. Đó, rất là hay nha, này liên quan công thức vật lý á, cả hóa nữa đúng không? Rồi kết hợp 1, 2 đã có hệ phương trình. Rồi, phương trình đầu tiên là x cộng y bằng 124 và 10 phần 89 nhân cho x bằng y chia cho 7 bằng 15. Em à, tới đây em làm cũng có cộng với thế thì được hết. Còn tới đây tôi làm máy tính nha, làm cho nhanh luôn nha em nha. Rồi, tới đây em giải hệ phương trình này nha, bằng phương pháp cộng với thế thì tùy các em nha. Đó. Ở đây tôi sẽ cho các em đặt số luôn, tôi làm trên máy tính luôn nha. Đó, cái này điều này em giải thì từ làm được nha. Đó, và thì x bằng y bằng, tôi làm máy tính được x bằng của nó là bằng x bằng 89. Có phải em bấm móc 51 đặt nhập vô máy tính nha. Y bằng 35. Đó. Thôi, có điều kiện lớn không hết, đúng chưa? Cái luận vật khối lượng của đồng là 89 gram, khối lượng của kẽm là 35 gram. Rồi, các em trình bày vào nha. Rồi, tiếp tục các em quan sát đến bài 45 nha các em. Bài 45, đây là bài toán thông thường tôi thấy học sinh cảm giác là nó khó nhất các em, đúng không? Đó. Vậy thì tôi sẽ phân tích đọc bài này trước rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các em giải bài đọc này nha. Yeah. Hai đội xây dựng làm chung một công việc và dự định hoàn thành trong 12 ngày. Làm chung nha em. Rồi, nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội 1 được chuyển động, điều động đi làm việc khác cho các em. Rồi, tuy còn một mình đội 2 làm một mình đội 2 làm việc khác ha, nhưng do vậy cải tiến chất làm năng suất của đội 1 tăng gấp đôi đội 2. Tăng lên gấp đôi chứ. Rồi. Năng suất của đội 2 tăng lên gấp đôi nha các em. Rồi, nên đó họ đã hoàn thành công việc còn lại trong 3,5 ngày. Đó, trong 3,5 ngày thôi còn là công việc. Họ với năng suất ban đầu, nếu mỗi đội làm một mình thì thời gian làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc nha. Đây là bài tập liên quan đến cái gì các em? Liên quan đến năng suất, sản lượng và thời gian. Đó. Và thì em, tôi đã nói rồi, cái lý thuyết này trong nói nhưng rất nhiều bài tập trước rồi. Muốn làm bài này các em thì nhớ công thức này. Nhớ nha. Phải nhớ luôn luôn này. Sản lượng luôn luôn thì bằng năng suất nhân cho thời gian, tôi viết tắt. Nhớ kỹ điều này nha. Đó. Rồi khi hoàn thành công việc á nha, hoàn thành công việc. Hoàn thành công việc. Coi như nó bằng 1. Đó, hay là sản lượng đó. Đó. Nếu hoàn thành công việc thì sản lượng nó chính là bằng 1. Nhớ kỹ điều này. Nha. Vậy thì em nhớ công thức này thì mới làm được bài tập này. Rồi, tôi nói ý đầu tiên. Rồi, người ta yêu cầu này, hỏi nếu làm riêng nha em, hỏi với năng suất ban đầu nha, năng suất ban đầu nếu mỗi đội làm một mình thì làm trong bao nhiêu ngày mới xong công việc? Làm một mình nha, chứ không phải làm chung nha, làm riêng một mình thôi để xong công việc. Vậy thì chắc ăn, tôi vẽ sơ đồ cho các em để tôi nói nha. Có ít là thời gian được một mình hoàn thành xong công việc. Và y chính là thời gian một mình hoàn thành công việc. Mà hoàn thành công việc có nghĩa là sản lượng nó bằng 1. Em không? Nhớ nha, hoàn thành công việc chính là sản lượng bằng 1.
Vậy tôi sẽ tìm được năng suất của đội 1 đó này. Nha, trong một ngày chính là gì em? Năng suất thì bằng sản lượng chia cho thời gian nhân chuyển qua chia. Sản lượng chia thời gian vậy là 1 trên x. Năng suất đội 1 là 1 trên x, năng suất đội 2 là 1 trên x. Em hiểu vấn đề được đúng không? Nha. Em nhớ em sẽ làm được rất nhiều việc bài tập này đúng không? Nó khó mình phải biến thành dễ mới được nha. Vậy bước đầu tiên vô phải tìm năng suất chứ. Nha, giờ tôi phân tích ý tưởng đi. Rồi, ý đầu tiên là các em coi tôi lập ra phương trình như thế nào. Cả hai đội nha, đội 1 và đội 2 làm trong 12 ngày thì xong việc. Có nghĩa là mỗi đội phải làm 12 ngày. Thì xong việc có nghĩa là xong việc có nghĩa là bằng 1. Đúng không? Vậy thì tôi sẽ tìm gì em? Tìm gì? Số phần công việc hay là sản lượng? Đó, đội 1 làm được là đó, làm trong 12 ngày. Vậy thì em nhớ là sản lượng thì bằng năng suất nhân thời gian. Nghe là lượng việc nha, đội 1 làm được là đó thì bằng năng suất của nó 1 chữ x nhân cho thời gian là 12. 12 nhân 1 chữ x. Chỗ này em hiểu ý chỗ này không? Đó nha. Tiếp tục đội 2, sản lượng đội 2 là cũng như là lượng công việc đội 2 làm được này ha. Đó, mà sản lượng thì bằng năng suất nhân thời gian. Năng suất đội 2 là 1 trên y. Nhân thời gian là 2 này cùng làm trong 12 ngày mà. Vậy là 12 nhân cho 1 trên y. Một phương trình, đúng không? Nhân 12 là đặt nhân tử ra ngoài, nhân chuyển qua nó chia nha. Cái này nó làm sao đấy ha? Một phương trình. Rồi, tôi làm phương trình thứ 2. Đó, mình nhìn 2 căng hơn, mọi người căng hơn đứng bài trước. Mình học á, em quan sát nha. Nhưng khi làm chung được 8 này. Vậy thì đội 1 này, rồi tôi phân tích từng khúc này, đội 1. Và cái trường hợp thứ 2, đội 2. Làm chung được 8 ngày thì mỗi đội làm được 8 ngày. 8 ngày. Làm chung được 8 ngày vậy mỗi đội được làm được 8 ngày. Đó. Nhưng khi làm chung được 8 ngày thì đội 1 được điều động đi nơi khác làm việc. Điều đi nơi khác làm việc. Vậy đội 1 không làm nữa. Đi đâu? Còn lại để mỗi đội 2 ở đẳng làm. Đó. Rồi. Tuy chỉ còn một mình đội 2 làm việc nhưng do cái tiến cách làm năng suất đội 2 tăng lên gấp đôi. Wow, tăng lên gấp đôi thì rất đơn giản, chỉ cần nhân 2 thôi. Cái này tôi nói xong nha. Đó. Và họ đã hoàn thành công việc còn lại trong 3,5 ngày. Vậy đội 2 làm thêm 3,5 ngày nữa. Với năng suất là gấp đôi. Năng suất gấp đôi nha. Đó, chứ không làm bình thường mà nó là một đội 2 là 1 trên y đúng không? Đó. Năng suất gấp đôi thì phải nhân cho 2 nữa. Thì hoàn thành công việc có nghĩa là bằng mấy em? Bằng 1 nha. Rồi, vậy thì tôi trên phân tích trên phương trình trên này ha. Em nhìn kỹ vào. Vậy tôi sẽ tính được lượng việc đội 1 làm được là sản lượng đó thì bằng năng suất, năng suất là 1 trên x nhân thời gian là 8, 8 nhân 1 trên x. Em hiểu điều này không? Đó. Em nào có hiểu thì coi lại những bài học trước là tôi dạy được. Nha, giờ tôi sẽ bài này tôi sẽ làm nước nhanh là đó các em nha. Rồi, trong lượng việc đội 2 làm trong 8 ngày nè, vậy là 8 nhân cho 1 trên y. Năng suất của nó là 8 nhân thời gian là 8. Rồi, đội 1 nghỉ rồi, không được làm nữa. Đội 2 tiếp tục làm trong 3,5 ngày. Vậy tôi sẽ tính được lượng việc nha. Đó, số công việc đó, phần việc của đội 2 làm còn lại đó trong 3,5 ngày. Vậy thì lấy gì em? Sản lượng thì bằng năng suất trên thời gian là 3,5 ngày. Với năng suất này lúc này tăng lên gấp đôi. Và lúc này em phải nhân 2 nha, 2 phần thứ nhất. Lúc này em làm được hệ phương trình đúng không? Nói giải hệ phương trình nói đã ua với em. Em hiểu vấn đề nói không? Vậy thì kinh nghiệm khi làm bài tập này. Hồ chứ rất quá rất nhiều bài tập này đúng không em? Đó, mình phải biến nó thành bài tập dễ nhất cho mình. Khó nhất thì biến thành dễ nhất. Nha, đó, đây. Đầu tiên tôi vẽ sơ đồ ra thì nó năng suất được phân tích cho tôi dùng công thức sản lượng bằng năng suất nhân thời gian sẽ làm thành công hết. Các em hiểu vấn đề chỗ nào và để tôi trình bày hoàn chỉnh cái bài này cho các em nhé. Đầu tiên sẽ tôi sẽ gọi như các em nha. Gọi hết y lần lượt là số ngày đội 1, đội 2 em làm một mình xong việc
Rồi, chắc ăn thời gian phải không âm thôi. Lớn không, y lớn không. Đúng các em. Mà đơn vị ở đây của nó là ngày nhé các em. Đó. Đó. Rồi, bước được. Tiếp theo là các em. Các em phải tìm gì các em? Năng suất này. Nè, các em tìm năng suất được 1 anh em. Rồi. Hay là trong 1 ngày được 1 làm được năng suất của nó đó. Trong 1 ngày độ 1 làm được năng suất của nó đó. 1 trên ngày công việc. À, tìm ra được năng suất này. Rồi, tiếp tục. Trong 1 ngày đội 2 làm được một trên y công việc. Giờ tôi làm ý đầu tiên nào. Cả hai cùng làm trong 12 ngày thì hoàn thành công việc, đã có phương trình nha. Cả hai cùng làm trong 12 ngày thì xong việc. Ta có phương trình như thế này. Rồi, giờ tôi trình bày lại các em nha. À. Rồi. Xong công việc chính là bằng 1. Ai chưa làm cứ nhìn lên đây tôi nói lại lần nữa này. Đó. Vậy tôi sẽ tìm được lượng việc của đội 1 làm, lượng việc của đội 2 làm, lượng việc thì là sản lượng đó bằng năng suất nhân thời gian. Năng suất của nó là 1 trên x thời gian hàng ngày làm trong 12 ngày. Có nghĩa là 12 nhân 1 trên x. Và tương tự lượng việc đội 2 làm bằng năng suất của nó là 1 trên y, thời gian này cũng 12 ngày luôn, vậy là 12 nhân 1 trên y. Đó là 12 là mày đi ha. Đó cũng như là 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1. Đúng không? Đó, tương đương nha. Đó, hay là làm nhân 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 chuyển qua đây chia luôn ha. Đó, cái bước này tôi sẽ làm bỏ đi một bước thôi. 1 trên x cộng 1 trên y. Đặt 12 ra ngoài phải qua đây luôn, nhân chuyển qua đây chia luôn bằng 1 phần 12. Em đặt đây là số 1 cho tôi. Nha. Rồi. Giờ giờ tôi sẽ làm ý này. Đó. Nhưng khi làm chung được 8 ngày nha, thì đội 1 đều đi nơi khác. Tuy vậy còn một bên đội 2 do cải tiến chức năng kỹ do cải tiến cách làm năng suất độ tăng gấp đôi nên đã hoàn thành công việc trong 3,5 ngày. Ồ, cái này mà viết lời giải ra cái nguyên lý lời nó dài lắm anh em nha. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Ok. Rồi các em quan sát nha, tôi sẽ làm nhanh như các em nha, tôi chỉ không có làm chậm như các em nha. Nếu mà làm chậm nè, sau khi hai đội làm được trong 8 ngày, lượng việc được làm được nè, rồi đội 2 còn lại làm trong 3,5 ngày là theo đề đã có phương trình. Đó cũng được, nhưng mà đây rút một cái ra luôn nha các em nha. Rồi, sau khi làm chung 8 ngày nha. Đó. Sau khi làm chung 8 ngày đúng không các em? Rồi. Đội 1 đều đi nơi khác, tuy nhiên chỉ còn đội 2 làm việc ha. Rồi, sau khi làm chung 8 ngày, đội 1 đều đi nơi khác. Rồi, đội 2 ở lại làm với năng suất tăng gấp đôi, tăng gấp đôi, nhân hai lên á, tăng gấp đôi, gấp đôi nha các em, và hoàn thành việc trong 3,5 ngày nữa nha. Ta có phương trình. À, để trình bày bên này nha các em. Để trình sang bên này. Rồi, chỗ này có đủ không? Được. Còn các em nhìn thấy đúng không? Ta có phương trình. Rồi, rất hay nha. Giờ tôi sẽ tìm được trong 8 ngày ha, hai đội cùng làm được lượng công việc là bao nhiêu nha. Rồi, nhớ sản lượng thì bằng năng suất trên thời gian. Hai đội này lúc trong 8 ngày vẫn năng suất là như vậy, đúng không? Vậy thì thời gian là 8 ngày, là 8 nhân 1 trên x. Là đội 1 làm đó, lượng công việc đội 1 làm. Lượng công việc đội 2 ngày, đội 2 làm cũng là 8 nhân 1 trên y nha.
Rồi đội 1 đi rồi, đội 2 ở lại nằm, phải 5 ngày nữa. Vậy thì lượng lượng việc của đội 2 làm được thì bằng năng suất nhân thời gian, mà năng suất của nó là tăng gấp đôi là 2 trên y đó các em. Đúng không? 2 nhân 1 trên y là 2 trên y, nhân thời gian là 3,5 đó nha. Là 3,5 nhân 2 trên y. Đó, thì hoàn thành công việc có nghĩa là bằng mấy nha? Bằng 1. Nhớ, hoàn thành công việc là bằng 1 nha. Vậy thì kết hợp 1 2 ta có thể phương trình được không? Đó, hoặc là em nhóm hai ngày này này. Đó, hai ngày này nó mạnh nha. Vậy thì tôi nhóm đi được kết hợp 1 2. Tương đương em. Tương đương là 8 trên x đi. Ngày nhân vô này, 7 trên y, ngày 8 trên y, 8 trên y với 7 trên y là 15 trên y, đúng không? 15 trên y. Bằng 1 nha, đây là 2. Kết hợp 1 2. Ta có hệ phương trình. Rồi. Vậy là 1 trên x nghe nghe. Đây nè, cộng 1 trên y bằng 1/12 nha. Cái này là 8 trên x cộng 15 trên y bằng 1, đúng không? Mình sẽ đặt u và v về nha. Đặt u bằng 1 trên x, v bằng 1 trên y. Vậy cái hệ phương trình cho này suy ra u cộng v bằng 1/12 nha, và 8 u cộng 15 v bằng 1. Tới đây các em mới tính ra làm cho nó nhanh nha. Rồi em dùng máy tính ra, em bấm móc máy nhớ không? Móc 51 đúng đúng không em? Rồi em sẽ tìm được nè, u bằng, khi bấm máy tính thì ra x y nha, nhớ u x chính là u đó, y chính là gì, v đó nha. U của các em tính ra được bằng 1/28, v các em tính ra được bằng 1/21. Rồi tương đương, tôi thay u nè bằng 1/x nha, bằng 1/28, v có thể bằng 1/y bằng 1/21, tương đương với đảo lên x bằng 28, y bằng bao nhiêu em? 21 nha. Kết luận vậy đội 1 làm một mình xong việc trong 28 ngày. Ngày này ngày nha các em. Đó. Tiếp tục đội 2 làm một mình xong việc trong 21 ngày nha các em. Rồi các em trình bày vào nha. Tiếp tục các em quan sát đến bài 46 nha. Rồi, bài cuối cùng nha các em. Rồi. À, năm ngoái hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu được 720 tấn thóc. Rồi, năm nay đơn vị thứ nhất làm vượt mức 15%. Ồ, em phải đọc là vượt mức 15% có nghĩa là năng suất nó làm sao vậy đó. Năng suất lúc này đạt 115%. Bình thường là năm ngoái chính là 100%. Năm nay tăng lên 15% có nghĩa là năng suất của nó là 115% đó các em nha. À, đơn vị thứ hai thu được vượt mức là 12% so với năm ngoái. Ồ, vậy đơn vị thứ hai là vượt mức năng suất của ngày là 112% nha. Đó, so với năm ngoái. Rồi. À, do đó cả hai đơn vị thu được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? À, mỗi năm vậy thì năm ngoái và năm nay phải tính ra nha em. Vậy thì ở đây tôi sẽ tóm tắt chút này chút xíu với em và phân tích bài cho em nha. Đầu tiên này, hai đơn vị năm ngoái nha. À, tôi không tính là năm ngoái. Đó, năm ngoái. Nha. Hai đơn vị thu được tổng cộng là 120 tấn thóc nha các em. Ở năm ngoái đơn vị 1. Đây là đơn vị 2. Đó. Rồi, số tấn thóc là đội số tấn thóc của đơn vị 1 tôi đặt là x. Nha. Số tấn thóc đội 2. À, đơn vị 2 nha các em. Đơn vị hai của đặt y và y đầu tiên nha, y đầu tiên hai đội làm sao em, năm ngoái hai đội sản xuất được 720 tấn thóc, rất đơn giản. Lấy số tấn thóc của đơn vị 1 cộng số tấn thóc của đơn vị 2 bằng 720
một phương trình, đúng không các em? Đó, cái này quá dễ rồi. Rồi các em để ý chỗ này cho tôi nha. Rồi, có rất nhiều em khi tôi nói ý hai không hiểu. Rồi, trước khi làm ý hai tôi sẽ nói một cái ý điều này ha. Rồi tôi nói cái phần mà thuế các em, tôi nói phần thuế cho các em dễ hiểu hơn chút xíu nha. Em nào mà giỏi tôi mới nói ha. Còn cái đây tôi sẽ làm chậm, rất chậm các em, cho các em kỹ thuật chỗ này nha. Có nhiều em khi nào mà coi rất nhiều bài hướng dẫn á, người ta có thể làm nhanh các em không hiểu nha. Vậy thì em coi ví dụ, tôi cho một ví dụ nha. Các em ở nhà em thấy đó, cái tiền thu tiền điện thoại nè, tiền internet nè, đúng không, tiền điện nước mình chẳng hạn, rồi rất nhiều thứ đó, rất nhiều hóa đơn nữa chứ, đúng không? Vậy ở đây tôi chỉ xác định là ví dụ tiền điện đi, nhà này không phải sử dụng đâu, đúng không? Ví dụ là tiền điện này, cái điện tháng này tính sau cuối cùng tính tổng cộng là các em tính được, ví dụ như nhà tháng này em xài được 300.000 đó, tiền điện phải trả là 300.000 xuống hàng giờ có cái gì nữa, thuế VAT 10%, VAT 10%, tính là bao nhiêu? 30.000. Cuối cùng tổng số các em phải trả nha, tổng số mà sum ra ha, đó, tổng số cuối cùng phải trả 330.000. Đấy là cái hóa đơn tiền điện nó tính chậm như vậy. Còn thực muốn làm nhanh tôi sẽ có cách làm nhanh, rất là nhanh, và tí bài tập tôi sẽ áp dụng cho các em này để làm nhanh nha. Vậy nè, 330 đúng không, bình thường là trả tiền điện là chưa thuế là 330, tôi sẽ tính được tổng số nào bằng một cách khác rất là nhanh nha, bằng cách khác này không tính bằng hai cái này cộng lại. Khi em trả 300.000 đó là 100% giá trị thực của nó, còn em đóng thuế thêm nữa là lúc này em phải trả giá trị thực của nó là 110%. Điều này. Vậy thì ở đây lúc này em cũng có thể tính được 330.000 rất đơn giản. Em lấy 300 là số tiền phải trả này, nhân cho 110%, đúng không? Cái này nhân cho 10%, quy tắc này em học này, 300 đúng không, 300 mà nhân trên này nhân cho 10%, quy tắc bỏ phần trăm phải chia cho 100 đúng không, nè mất nè, mất thêm không nè, phải là 30 không đó. Vậy thì tương tự ở đây tôi sẽ tính này, tôi lấy 300, 110 đúng không, phần trăm bỏ đi tôi chia 100 đấy, bỏ phần trăm chia 100 học từ năm lớp 6 rồi đúng không, mất 20 đấy, 30 nhân cho 11 có phải là 330 không, đúng không? Đấy là số tiền em phải trả 110% đó. Vậy thì tương tự ở trong này cũng vậy luôn. Rồi đó, trong này tôi sẽ phân tích cho các em nha. Rồi, ý thứ nhất này, sang năm nay đơn vị thứ nhất là vượt mức là 15%, có nghĩa là lượng lúa thóc quá sản xuất được là những ngày năng suất của nó là 110 gì, vượt mức 15% có nghĩa là năng suất hôm nay là 110%, đây chính là 100%, mà đâu có ghi, tại vì 100% bỏ phần trăm đi chia số 100 thì bằng 1 thôi đúng không, đó không, nhiều em nói tại sao ghi 100% đây, đó 100% chính là bằng 1 thì vẫn là ít đúng không. Vậy thì sang năm sau, đơn vị thứ nhất tăng 15%, có nghĩa là năng suất của nó là 115%, nhân chơi. Thấy chưa? Rồi, lượng thóc đơn vị 2 sản xuất được tăng 12%, có nghĩa là năng suất lúc này nó sản xuất là 112%. Nha, 112% nhân trợ y bằng 819. Đây, cái hệ thống gì này? Bỏ phần trăm đi nhẹ lắm, bằng 1,15 chia cho 100, bỏ phần trăm đi chia 100, 1,12, đúng không? Đây là một cách nha, tôi còn làm được một cách hai này, vẫn tiếp cận cái này giống nhau cái này. Giờ tôi chỉ tính phần tăng thôi, tính phần tăng đúng không, từ 720 mà biến thành 819 phải tăng lên không, muốn tăng thêm bao nhiêu đấy, 819 trừ 720, em hiểu ý tôi nói không? Giờ tôi chỉ tính phần lượng thóc tăng lên thôi, thóc là lúa đấy em nha, đó, rồi tính thóc là lúa đấy nha. Rồi vậy tôi chỉ tính tăng 15%, có nghĩa là 15% nhân trời, đây là lượng thóc tăng năm nay, rồi cộng cho lượng thóc tăng của đơn vị 2 tăng là 12% thôi, đó,
bạn nhân cho y. Bằng lượng tăng là lúc này đến 819 trừ đi 720. Em giải hai phương trình nhá. Thế hai phương trình bảo đảm đáp số ra y ra nhá. Em hiểu ý chị nói không? Có nhiều em, có rất nhiều em, tôi nói luôn coi sắc hướng dẫn ra làm rất nhanh, ghi là 1,15 nhân ít, chẳng biết 1,15 nhân ít ở đâu. Tự nhiên 15% mà biến thành 1,15. Đây này, đo đây này, bộ phần trăm chia 100. Em hiểu không? Này chia 100 biến thành 1,12. Sắc hướng dẫn người ta sẽ làm rất là nhanh à. Em hiểu tại sao như vậy chậm đó. Đó. Quên thì coi những cái phần ví dụ tiền điện đó, rồi ví dụ cho các em á. Em hiểu chút xíu nha. Đó. Vậy thì tôi sẽ trình bày cho các em coi ha. Đầu tiên em gọi đi, gọi x nha, gọi x đi lần lượt là số tính thôi, đơn vị 1 phải đơn vị 2 thu hoạch được. Thu hoạch được là tính theo năm ngoái cho các em. Năm ngoái. Rồi, điều kiện chắc ăn tết phải không âm. Đó. Y cũng phải không âm. Chắc ăn đơn vị là tấn đúng không? Đó. Rồi. Ý đầu tiên. Năm ngoái hai đơn vị sản xuất được 720 tấn thóc là phương trình này nha. Đó. Đúng không? Thu được 720 tấn thóc. Ta có phương trình. Chú thóc này có nhiều em ở miền Nam không hiểu nha. Chị ta lúa của mình đấy nha. Em ngôn từ người làm sách bộ giáo dục dùng ngôn từ của miền Bắc nha. Đó, em nhiều em cứ nói thóc thóc là cái gì? Thóc chính là lúa đấy nha. Đó, ta có phương trình. Rồi, x cộng y bằng 720. Em đặt đây là phương trình số 1 nha. Rồi, giờ ý thứ hai nè. Sang năm sau đơn vị 1 tăng 15%, đơn vị 2 tăng 12% thì số thóc sản xuất được là 819 tấn. Ta lập phương trình nha, ta có phương trình nha. Rồi. Tôi làm nhanh nha, còn muốn làm chậm nữa rất đơn giản. Số thóc đơn vị 1 làm được năm nay là đấy. Số thóc đơn vị 2 làm được năm nay là. Rồi theo thế ta có phương trình 2 này cộng lại bằng 819. Cũng vậy thôi nha. Còn đây tôi làm rất là nhanh nha. Đó. Năm nay đơn vị 1 tăng 15%, đơn vị 2 tăng 12% nha các em, so với năm ngoái. Không biết là dài hay dài đi nha các em. Nên cả hai đơn vị thu được 819 tấn thóc. Ta có phương trình. Thôi, và nhận phân tích nhé. Rồi, tăng 12 có hai cách làm. Rồi mình nhận khi làm tôi sẽ trình bày cách này, tôi làm cách này nha. Đó, ở năm nay nè, lúc này nó tăng lên 15%, có nghĩa là năng suất của nó là 115%. Nhớ kỹ điều này nha. Đó. Rồi nhận hết. Cộng cho lượng thóc đơn vị 2 làm được này, lúc này tăng 12%, có nghĩa là năng suất của nó là 112% nhân y bằng 819. Tôi bỏ phần trăm đi, tôi chia 100 biến thành 1,15 cộng cho 1,12 đi bằng 819. Rồi thì em muốn làm cách hai thì làm vậy cũng được, em chỉ tính phần tăng thôi là 15% thôi, tăng 12% thôi. Mà tính phần tăng thôi thì rất đơn giản, từ 720 mà biến thành 819 thì nó tăng lên bao nhiêu? Lấy 819 trừ đi 720. Thì là vấn đề của nó. Vậy thì lúc này em kết hợp 1, 2 ha. Nào, phương trình là phương trình 2.
Kết hợp 12 có hệ phương gì? Phương trình đầu tiên x cộng cho y bằng bao nhiêu em? 720 và 1,15x cộng cho 1,12y bằng 819 nha. Rồi, tương đương. Rồi. Các em dùng máy tính em xử lý cho tôi điều này ha. Em bấm móc gì? Móc 51 được nha. Em sẽ tìm được đáp số liền. Đó. Vậy thì các em sẽ tìm được x bằng y bằng. Các em tìm được x nào bằng 420. Y nó bằng bằng 300 đúng không? Nó là năm ngoái làm đấy nha các em nha. Đó. Thôi, có điều kiện thôi. Lớn thì không hết. Tên mình là tấm. Rồi. Còn em nào làm cách 2 thì nó cũng vậy luôn này. Nha. Nếu em làm cách 2 thì cái phương trình nó như vậy này. Cái này tôi viết cho coi luôn nha, chứ đừng có ghi vào nha. Đó. Em mà muốn làm cách 2 thì làm. Vậy. Nếu mà phương trình này em bấm máy tính và thử những điều tôi vừa nói cũng xác nha. Nếu mà tăng lúc nãy là tăng tính phần tăng thôi là 15%, 15%, 15% nhân x các em, đúng không? Đó. Thì em bỏ đi chia 100 biến thành 0,15. Đúng không? Cái tăng 12% có nghĩa là 12% nhân y, bỏ phần trăm đi, chia 100 biến thành 0,12 nhân cho y. Em thử máy tính nó bấm thôi đúng không? Rồi, thì phần tăng thôi lấy ta, cái em lấy 819 đúng không? Em trừ đi 720 đúng không? Em được 99. Rồi, em thử bấm máy tính ra y ra rồi. Bấm móc 51 thử ra nha. Đó, tôi bảo đảm nó sẽ ra 11720. Rồi 0,15, 0,12, rồi 99, nè, mới bằng ra các. Rồi, x bằng 420, nha, y bằng 300, giống nhau hết, đúng chưa các em. Rồi, giờ đây, chỉnh kết quả này thôi. Vậy. Vậy số tấn thóc 5 ngoái đơn vị một thì em thu được là bao nhiêu em? Là 420 tấn thóc. Vậy đơn vị hai thu được nha là bao nhiêu em? 300 tấn. Chứ sao không nha các em? Đề bài hỏi cái gì em? Hỏi mỗi năm nha, mỗi đơn vị thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc là mỗi năm này là năm ngoái, còn năm nay nha, năm nay chẳng hạn, năm nay đơn vị một thu được là đây tăng lên này, tăng 115% đây. Vậy thì em có thể lấy cái này bấm trên máy tính, nếu mà phải nhập phần trăm vô nhập cho cái này nè, đây lượng thóc nè, được thấp đợt một làm được năm nay nè. Đó thì em lấy 1,15 làm bài chấm nhân nhân cho x mà x thì nó là 420 đấy chưa. Đó vậy thì cái em được đáp số của nó là bằng 483 tấn nha. Rồi năm nay đơn vị hai thu được cả nè, đây đây trả lượng đổi hai là thu được nè. Đó là năng suất của nó đó, 1,12 nhập cái này đều được hết, nhân cho y là 300 nha. Này em dùng máy tính em tính thôi, nhẹ nhàng đúng không, được là 336 tấn đúng chưa. Rồi, em hiểu bài chưa? Rồi, em trình bày rồi nha.